Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mission Thiện. Anh Nhân Haseyo, Mission Nimnita. Quay trở lại phần 79 ngày hôm nay đó quý vị, thì tôi có rất là nhiều cái chủ đề để mà chia sẻ đến tất cả mọi người. Vì có rất là nhiều người nói là tại sao nói là không có nói đến cái drama này mà lại là vẫn lên nói nữa. Quý vị ơi, là tại vì tôi không nói, các bạn phía bên kia, những người bạn phía bên kia không có để cho tôi yên và cũng không có muốn cho tôi nín quý vị. Cho nên là tôi đã quyết định. Vì sao? Là vì là đầu tiên, vì tiếng nói của tôi là một cái tiếng nói đầu tiên để mà bảo vệ em đó, để mà đưa tất cả mọi người, lấy cái tình thương của tất cả mọi người cùng tôi để mà yêu thương em ấy. Chính bản thân tôi là người nhìn ra cái sự việc em ấy không phải là người đáng thương như mình đã thấy ở trên mạng. Thì thật ra là tôi là một người không có thích nói nhiều. Và có những người họ tiếp xúc rồi thì họ mới biết. Và điển hình cái câu chuyện của MB Thái Tử đó quý vị. Thì tôi đã nói rồi, có rất là nhiều thông tin để đưa cho các kênh YouTube khác và những người nào mà chơi chung mà có kênh á, là sẽ đưa thông tin cho những cái kênh đó để lên, nếu như mà cái kênh nào mà mình muốn dập hoặc cái kênh nào mình muốn chửi đó quý vị, là chỉ cần đưa thông tin cho những cái kênh đó thôi. Nếu như mà cái kênh nào mà làm mà không có đạo đức sẽ nghe theo quý vị, sẽ nghe theo và làm theo cái sự chỉ dẫn và xúi dục. Tôi thì hồi lúc thời điểm đó cũng giống y hệt như trong cái bài của cái MB Thái Tử này, là có những cái tôi cảm thấy dính líu tới cái việc mà tranh chấp tài sản thì tôi sẽ phân tích về vấn đề đó. Còn về cái vấn đề riêng tư để mà xúi tôi chửi một ai đó thì tôi sẽ không làm nha quý vị. Tôi im, tôi không nói gì thì tất cả các kênh YouTube vẫn lôi cái tên tôi ra để nói. Cho nên tôi quyết định chính bản thân tôi đưa tất cả những người khán giả yêu thương đến em ấy, thì cũng chính tôi sẽ lôi kéo những người đó quay trở lại để cho những người đó biết được là tình thương của mình cho không đúng chỗ quý vị. Vì hồi cái lúc mà ở trên mạng đó quý vị, thì mình thấy ở trên mạng nó thật là đáng thương, nhưng sau khi mình tiếp xúc đi rồi mình sẽ biết. Cho nên ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái bài của cái MB Thái Tử nha quý vị. Rồi thêm có rất là nhiều người hiện tại bây giờ là hùa theo, cứ hùa đi, hùa đi, cứ làm đi, làm sai pháp luật thì sẽ có pháp luật trừng trị, còn nếu làm sai đạo đức thì sẽ có trời Phật phạt thôi quý vị. Đó thì điển hình giống y hệt như là MB Thái Tử. MB Thái Tử bị bắt, mặc dù là trước đó em ấy có hùa theo bên phía cái em nha khoa, thì cũng có lên sỉ nhục về cái bệnh của tôi, cũng nói tôi đủ thứ hết đó quý vị. Thì sao bây giờ đã bị trừng phạt rồi đó quý vị. Đầu tiên chia sẻ cái phần 79 ngày hôm nay đó quý vị, thì tôi xin giới thiệu đến tất cả mọi người. Vì có một cái thằng em, kênh của nó là Kiệt Vlog đó quý vị. Nó bán là nó bán hạt điều. Nó bán hạt điều này đây nè quý vị. Nó bán hạt điều này. Và nó kêu ủng hộ cứ, chị ơi mua ủng hộ em đi, hạt điều này ơi muốn chết rồi, em không có tiền để mà mua đồ Tết cho mấy cháu. Trời đất ơi, mới mua ủng hộ nó tới 5kg luôn quý vị. Mua ủng hộ tới 5kg luôn, ăn mới hết có 1kg hà, còn 4kg ăn chưa hết mà nó kêu ủng hộ mua nữa. Ăn cho lòi bản họng ra chắc. Cho nên là tôi quyết định là tôi sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người là mua ủng hộ em ấy nha quý vị. Chứ giờ tôi ăn đâu có hết quý vị. Ví dụ như có mua ủng hộ thì tôi mua rồi, ăn rồi cũng phải ăn từ từ chứ, mà ăn nhiều quá sao ăn nổi. Thì cái hạt điều này của em ấy á, là giao tận nơi luôn ở trong nước đó quý vị. Thì 1kg là 300.000 miễn phí ship nha quý vị. 1kg là nó có 2 bịch, bịch này là bịch nửa ký, 1 bịch là nó có 2kg. Đó là 300.000 miễn phí ship. Mọi người mua ở đâu cũng vậy, mua giùm em ấy cho em ấy có tiền để mà sắm Tết cho các con nha quý vị. Số điện thoại đặt hàng của em ấy là 0373 935254. Mọi người liên hệ mua ủng hộ em ấy nha quý vị. Thay mặt em ấy, mình xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. 1kg hạt điều là 300.000 miễn phí ship luôn nha quý vị. Mission mới vừa ủng hộ em ấy là đến lần này là lần thứ tư rồi quý vị. Mấy lần trước là mua lần có 3kg thôi, cái ăn hết. Cái là lần này gần Tết rồi cho nên là mua ủng hộ nó tới 5kg lần quý vị. 5kg, 1kg là 300.000. Mua đâu cũng vậy, mua dùm em Kiệt Vlog. Em ấy cảm ơn tất cả mọi người nha quý vị. Và xin thông báo đến tất cả quý vị rằng trước đây có một cô giáo viên tới nhờ tôi về cái vấn đề tư vấn về cái vấn đề mà chuyển công tác đó quý vị. Thì tôi có tư vấn cho em ấy và em ấy hiện tại đã được chuyển công tác rồi quý vị. Em ấy báo tin vui đến tôi, thì tôi cũng xin báo đến tất cả mọi người là những cái việc mà tôi có ý kiến và tôi tư vấn cho đó quý vị, thì nó cũng có những cái trường hợp mà nó đạt được cái như cái mong muốn như thế này. Thì tôi xin chúc mừng em.
em ấy nhắn lại cho tôi nói như thế này đây quý vị. Chị ơi, em sắp chuyển được công tác rồi. Ngày 1 tháng 2 này là em về đơn vị mới. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Là cái em giáo viên lần trước đó quý vị. Chị mừng cho em là cái thứ nhất là em được đoàn tụ với lại gia đình gần nhà nè. Rồi được chăm sóc con cái nè. Vẫn tiếp tục cái nghề là giáo viên, cái nghề đưa đò của mình. Chị xin chúc mừng em nha. Rồi thêm một cái vấn đề của một cái chị mà lấy chồng 46 năm đó quý vị. Tôi mới chia sẻ cái clip phần 77. Thì chị ấy có thông tin đến tôi, tin vui nha quý vị. Thì tin vui như thế nào đó để sau này tôi sẽ chia sẻ nguyên một cái cặn kẽ. Nhưng những gì tôi tư vấn cho chị ấy và chị ấy đã làm được và nhận được kết quả là tin vui nha quý vị. Xin chúc mừng cho chị. Rồi bây giờ là cái vấn đề một cái anh hề hết thời ở bên Mỹ nha quý vị. Thật ra là tôi á, thì tôi không có nói đến những người này. Nhưng mà những người này là cứ bâu viếm vô cái tên của tôi để mà câu view, câu like giật tích đó quý vị. Nhưng có cái như thế này. Dù trước đây á, là anh Lê Tính. Anh là một người diễn viên hài quý vị. Hay diễn chung với lại cái chị hài Kiều Oanh. Tôi rất là thích chị Kiều Oanh. Thì ví dụ như là bây giờ anh thất nghiệp. Anh già, anh không có show để chạy. Và anh sống ở bên Mỹ, không có được làm nghề. Và hiện là anh đang làm nghề là chạy xe Uber. Tức là bên Việt Nam mình là nó thịnh hành là Grab. Nhưng mà bên Mỹ thì nó không thịnh hành Grab mà nó thịnh hành là Uber quý vị. Thì anh ấy là một tài xế lái xe Uber. Thì đu bám theo cái drama này để mà làm một cái kênh YouTube để làm kiếm tiền. Tôi rất là ủng hộ cái việc làm đó. Dù bất kỳ là ai, nếu như mà làm kiếm tiền chân chính, tôi vẫn ủng hộ và tôi tôn trọng những việc làm đó. Nhưng cái việc làm này của anh là không thể nào chấp nhận được. Khi mình vô nghề YouTube, mình phải có đạo đức. Và cái thứ nhất là người ta không đụng chạm đến mình. Tôi không đụng chạm đến anh. Và trong cái câu chuyện mà cái phần 78 của tôi á, tôi chia sẻ về cái luật của Việt Nam là nhận con nuôi hợp pháp. Tôi chia sẻ cái bộ luật nhận con nuôi, chứ không phải tôi chỉ định bất kỳ một người nào. Anh hiểu không? Anh lại lên đăng với cái nội dung như thế này đây quý vị. Tôi xin chia sẻ đến tất cả mọi người. Và tôi cho mọi người cái sự nhìn nhận nha quý vị. Anh ấy đăng như thế này đây quý vị. Hôm nay mình live stream lúc 7 giờ tối Cali là 10 giờ sáng Việt Nam. Chủ đề nói về Mã Lai không bị triệu tập vì chuyện Bi Thái Tử, Mi Sơn Thiện có dám thỏa thân đi bộ từ Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận về tới Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi hay không? Nếu Hồng Loan là con hợp pháp, Mi Sơn Thiện có dám bán hết tài sản để quyên góp cho các cơ sở nuôi dạy trẻ em mồ côi hay không? Cái gì vậy anh? Cái gì mà vô duyên vậy? Trong cái bài của tôi chia sẻ, anh lôi Hồng Loan nào vô đây vậy? Anh tự nhiên anh lôi Hồng Loan vô. Tôi nói Hồng Loan bao giờ? Tôi có nói động gì đến Hồng Loan không mà tự nhiên anh lôi cái tên của cái cô Hồng Loan nào đó vào đây? Tôi không biết cái cô Hồng Loan đó là ai. Trong cái câu chuyện của tôi chia sẻ là một cái câu chuyện chung nhận con nuôi, chứ tôi không chỉ đích danh bất kỳ người nào. Mà tại sao tự nhiên anh đem ra anh cá cược ở đây? Trong cái bài phân tích của tôi nó không có đụng chạm gì đến anh. Nếu như anh cãi, anh cảm thấy ở cái bộ luật đó không đúng, anh không tin tưởng đó là việc của anh. Nhưng tôi đang chia sẻ cái bộ luật nhận con nuôi hợp pháp. Thì nếu như mà cái người mà anh đang bảo vệ và cái người mà anh nói á, thì nếu như cái người đó là hợp pháp, cái người con nuôi đó sẽ được thừa hưởng cái tài sản thôi. Chứ tại sao anh đè anh lên anh kêu tôi cá độ? Và trong khi đó trong cái bài phân tích 78 của tôi để cái chủ đề là con nuôi hợp pháp. Tôi đang chia sẻ một cái bộ luật của Việt Nam nhận con nuôi hợp pháp. Tôi có nói cái vấn đề cá độ vô trong đây không? Và tôi có nhắc tên cái em mà Hồng Loan gì của anh mà anh đem vô trong đây để anh cá độ với tôi? Tôi cá độ bao giờ? Rồi anh mở miệng ra anh nói rằng là có dám thỏa thân đi từ Ủy ban quận Phú Nhuận. Tôi nói cho anh biết, những lời này nếu như anh ở Việt Nam thì anh tiêu đời với tôi rồi. Nếu ở Việt Nam là anh xong đời với tôi rồi. Anh đang xúc phạm tôi và anh đem những cái câu chuyện tôi đang nói không có liên quan gì đến bất kỳ một người nào. Anh lại lôi tên, anh gài tôi vô trong cái tên của một cái em gọi là Hồng Loan. Hồng Loan nào vậy? Tôi không có biết em Hồng Loan đó là ai. Trong cái câu chuyện của tôi chia sẻ là một cái câu chuyện chung. Anh hiểu không? Còn bây giờ tự nhiên anh đem ra anh nói là đem tài sản. Nếu như mà tôi thua, ủa cá độ hồi nào mà tự nhiên nếu như vậy? Ủa sao mà bên anh với lại những cái người mà trơ trẽn, những cái người mà hay hại người khác hay đem cái vấn đề ra là cá độ quá vậy? Nhưng mà thường những người đem ra cá độ, tôi thấy những người đó toàn là đầu đường xó chợ không à. Những người đó không có tài sản. Và chính bản thân anh cũng vậy. Anh là một người nghệ sĩ hài.
Nhưng nghệ sĩ hài không ai biết đến anh cả. Và hiện tại bây giờ anh đang thất nghiệp, không có ai kêu show anh hết. Vì sao? Tôi nghĩ chắc có lẽ là anh sống trong cái nghề, anh thiếu đạo đức nghề nghiệp quá, cho nên không có ai mời anh để mà diễn bất kỳ một cái vai nào. Cho nên anh qua bên Mỹ, anh không diễn được cái nghề của anh, anh phải đi chạy xe Uber đó. Thì bây giờ các anh bám vô trong cái drama này, bắt đầu là anh đem cái tên tôi ra để mà anh nói tôi không có đụng chạm gì đến anh, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi cũng không cá độ gì hết. Nếu như anh đem ra cá độ thì anh cá độ với những người nào mà họ đang cá với anh. Còn tôi là tôi chỉ phân tích và tôi chia sẻ câu chuyện, không có liên quan về cái vấn đề cá độ. Và tôi nghĩ chắc có lẽ là hồi đó anh cũng cá độ dữ lắm á, cho nên giờ anh mới không có nhà, không có cửa như vậy á. Giờ nói ra tôi mới biết là anh là một người chắc cũng thích cờ bạc dữ lắm nè, cho nên thích cá độ. Còn đối với tôi rất là ghét cờ bạc nha. Tôi rất là ghét cờ bạc, rất là ghét cá độ luôn. Đừng có đem cái đề tài đó vô để gán ghép cho tôi. Tôi không có đá động về bất kỳ một cái em nào có tên là Hồng Loan, nghe chưa? Đừng có đem vô đây. Còn nếu anh muốn cá, anh đem anh cá với cái người nào họ thích cá với anh á, còn tôi không có rảnh. Tại sao anh không đem tài sản của mình ra? Nếu như anh đi bảo vệ cho một cái người nào đó anh cho là đúng, thì anh đi cá độ là anh đem hết tài sản của anh ra. Nếu như mà cái người đó không phải là con hợp pháp thì anh sẽ thua cái tài sản của anh. Tại sao anh không chịu đem ra? Anh đem tài sản của mình ra chứ tự nhiên anh gài tôi vô làm chi vậy? Tôi không có rảnh để đi cá độ, thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tôi cũng không có rảnh đi giúp những cái chuyện bao đồng. Và những cái người đó tôi biết người đó là xấu rồi mà tôi vẫn đi giúp thì tôi không giống anh. Tại vì anh giúp là có cái lợi cho anh, là tại vì anh muốn câu view câu like để anh làm kiếm tiền YouTube, đúng không? Một cái người trên răng dưới tấn cúc như anh mà bây giờ anh mở miệng ra anh kêu là cá độ, trong khi đó là ở bên Mỹ anh phải mướn nhà để ở, ở bên Mỹ anh phải nhận tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ để nuôi anh, mà anh mở miệng anh ra anh đè anh cá độ nè. Đừng có cá độ, lỡ mà nó thua nó nhục dữ lắm luôn á. Đừng có cá độ, tôi khuyên anh. May cho anh là anh ở bên Mỹ, cho anh ở Việt Nam là anh tiêu đời với tôi rồi. Tôi nói anh nghe nè, mình là đàn ông, mình đừng có cái tính gà mái như vậy. Anh muốn làm YouTube kiếm tiền, đó là một cái việc làm chân chính, một cái việc làm rất là tốt. Mình làm theo sức lao động của mình, nhưng đừng có bán rẻ lương tâm để mà mình lên, mình đè mình hại người khác, hoặc là mình hùa theo một cái người xấu mà mình đi hại người khác. Tôi lên là tôi phân tích từ trước tới bây giờ. Thì trong cái câu chuyện mà có rất là nhiều người dùng cái từ với tôi như thế này đây quý vị, là tôi quay xe, tôi nói cho tất cả mọi người hãy nhìn nhận giống y hệt như tôi. Tôi ví dụ, bây giờ quý vị đang binh một cái người đó, nhưng mà với cái tâm của mình á, thì mình nhìn nhận mình nói là cái người đó tốt. Nhưng sau khi mình tiếp xúc với người đó rồi, mình biết cái người đó xấu, quý vị có chạy theo không? Hay là phải quay xe để né? Quý vị có đi theo ở bên cạnh để ủng hộ không? Hay là lúc đó là quý vị sẽ sợ và quý vị sẽ quay xe chạy, chứ không dám đi theo, không dám đồng hành nữa, đúng không? Ví dụ mình biết cái người đó tốt thì mình sẽ ủng hộ tiếp tục. Còn nếu như mình biết cái người đó không tốt, mình phải dừng lại chứ quý vị. Mình phải dừng lại chứ, tại sao mình lại tiếp tục để dướng theo cái dũng bùng hay sao? Tại vì trong cái câu chuyện của mình lấy từ cái tâm của mình ra để mình binh vực một người nào đó, mà bây giờ mình biết cái người đó không có tốt, đang lợi dụng tình cảm của tất cả những người cộng đồng mạng đó, thì mình phải dừng lại chứ sao lại bắt tiếp tục. Trước đó là mình không biết cái người đó như thế nào, mình không biết quá khứ của họ ra sao thì mình tiếp xúc với họ. Nhưng sau khi mình biết quá khứ của họ, mình biết họ là một cái con người đang lừa đảo mạnh thường quân, mình biết là cái người đó là cướp của giết người tôi, ví dụ vậy đó, vân vân và vân vân, ví dụ, thì quý vị có dám làm bạn với những người như vậy không? Hay là quý vị phải dê xe trở lại để chạy đi chỗ khác, để chạy đi về nhà mình, chứ làm sao dám đồng hành với những con người như vậy? Cho nên đừng có gán ghép và dùng tôi cái từ là quay xe. Nếu như tôi cảm thấy người đó tốt, tôi sẽ tiếp tục, tôi ủng hộ. Còn nếu như tôi cảm thấy cái người đó không tốt, tôi sẽ dừng lại chứ. Tôi phải dừng lại chứ sao lại tôi lại đi tiếp. Tôi đi tiếp, tôi đồng hành thì chẳng khác nào là tôi cùng phe đảng với họ, đúng không quý vị? Và lỡ sau này ví dụ như họ bị bắt hay họ bị một cái gì đó, tôi sẽ bị liên lụy sao? Tại vì tôi là người chơi chung cùng với họ. Cho nên mình biết họ xấu, mình phải dừng lại chứ. Sao gọi là tự nhiên cái dừng lại, không tiếp tục để ủng hộ, không tiếp tục để mà đi cùng họ nữa, thì dùng cái từ là quay xe. Những cái từ đó là những cái từ phải nói là nó quá là thiếu kiến thức và nó quá là áp đặt cho người khác. Bây giờ ví dụ như cái người đó tôi cảm thấy tôi không thích chơi nữa, tôi dừng lại. Làm sao mà ép tôi là tiếp tục chơi với lại những cái con người mà có cái tấm lòng không tốt? Làm sao mà ép tôi lại chơi với những cái con người mà đang lừa đảo tình thương của những người khác? Khi mà tôi biết họ xấu như vậy, tôi phải dừng lại chứ. Và chính bản thân tôi
Trước đây tôi là người đưa tất cả những người trên cộng đồng mạng đến cái người đó. Thì khi mà tôi biết cái người đó xấu, cái người đó không phải thực chất là đáng thương như vậy, cái người đó không phải là người tốt như vậy, cái người đó không phải là mồ côi như vậy, thì chính bản thân tôi sẽ lôi kéo những người tôi mang đến tình thương cho cái người đó. Tôi sẽ lôi kéo những người đó về với tôi. Là tại vì sao? Là tại vì tôi có trách nhiệm. Trách nhiệm của tôi là tôi dẫn những người đó đến thương cái người không đúng. Thì bây giờ chính bản thân tôi đã ngộ nhận, tôi đã tỉnh ra rồi, thì chính bản thân tôi sẽ kéo những người đó về với tôi để cho họ biết được là cái người đó đang lợi dụng tình thương của mọi người để trục lợi. Về một cái vấn đề này thôi là đã biết là nó đã giả tạo rồi quý vị. Trước đây lên là ông bà cô chú ơi xưng con không, trong khi đó là gần 40 tuổi rồi, đã làm bà ngoại rồi mà cứ xưng con không. Ông bà cô chú ơi khóc lóc, con đã không có tình thương của mẹ, con mồ côi mẹ, giờ ba con mất rồi không có ai hết. Nhưng thật chất là mẹ, gia đình ngoại vẫn còn bình thường. Thì đó có phải giả tạo không quý vị? Thì khi mà tôi lên tôi chia sẻ đó quý vị, thì có mấy người khán giả vào nói với tôi như thế này, là tại vì cái người đó là nhận mẹ biết dòng họ bên ngoại là sau này mới biết. Thì dù biết sau này tại sao không công bố lên cộng đồng mạng là mình đã nhận ra mẹ ruột của mình, mình đã nhận ra bên ngoại của mình, mà cái đó giấu bặt luôn không nói. Là vì sao? Tức là vẫn lên trên cộng đồng mạng cho rằng mình là một đứa trẻ mồ côi. Để chi? Để lấy tình thương của cộng đồng mạng. Gần 40 tuổi rồi mà hở ra con nhớ ba quá, ba ơi, quý vị ơi, tỉnh lại giùm tôi. Là tại vì á, quý vị đừng có nói là ở trước tại sao tôi ủng hộ mà bây giờ tôi lại nói khác, là tôi nói hai lời. Kính thưa quý vị, tôi ví dụ một cái điển hình như thế này. Quý vị lấy một người chồng hoặc một người vợ cũng vì sự tin tưởng yêu thương là người đó sẽ yêu thương mình trọn đời, đúng không? Thề non hẹn bước, mình tin tưởng mình mới lấy, mình mới yêu thương. Vậy thì tại sao sống dài 3 năm nó có dẫn nhau ra tòa, thậm chí coi nhau như kẻ thù và nói một câu như thế này: tôi đã lầm anh và tôi đã lầm em, đúng không quý vị? Thì cái câu chuyện khi tôi đến cái em này cũng giống y hệt như vậy. Đầu tiên tôi cảm thấy em này tội nghiệp, tại vì tôi nhìn ở trên mạng tôi thấy em này rất là tội nghiệp, tại vốn dĩ trong con người của tôi, cái tâm của tôi rất là thiện. Cho nên khi tôi nhìn cái em này, tôi nhìn cái bề ngoài tôi tưởng đâu em này bị ăn hiếp, cho nên tôi lên tiếng tôi bảo vệ. Nhưng sau khi tôi tiếp xúc đến em này rồi mới dở rẻ ra là em này không phải là một cái người hiền để cho mình bảo vệ, mà em ấy là một cái người diễn rất giỏi để qua mắt được cộng đồng mạng. Thì chính bản thân tôi sẽ vạch trần cái đó ra. Quý vị đừng có nói là tôi lật trở như bánh tráng. Quý vị hãy thật là bình tâm và suy nghĩ lại, đúng không? Vì sự yêu thương, mình đâu có biết cái người đó là ai ở trên mạng mà quý vị. Thì cái tình thương của mình nó bao la. Ví dụ như đầu tiên mà tôi thấy cái người đó ở trên mạng mà khóc lóc á, mà tôi nhảy vô tôi chửi, tôi nói cái con này nó giả tạo đồ này kia, thì mới đó là con người mình, cái tâm mình không tốt. Mình thấy người ta khóc lóc mình phải động lòng thương chứ quý vị, mình phải thương họ chứ quý vị. Nhưng sau khi mình tiếp xúc mình mới biết rằng là những người đó là diễn. Ví dụ như là bây giờ ở ngoài đường cũng có những người mà nằm lay lất ở ngoài đường, mình cũng thương mình cho đó. Nhưng thật ra khi mình cho xong xuôi rồi, mình tưởng đâu là họ bị cụt tay cụt chân. Nhưng khi mà bị công an khu vực mà dí họ đứng lên họ chạy, thì đó là họ cũng đang lợi dụng tình thương của mình để mình giúp đỡ, mình cho họ tiền. Nhưng thật ra là họ không có phải như vậy. Thì trong cái câu chuyện này, khi tôi đến với lại cái em này, đầu tiên tôi không biết, tôi cũng thương giống y hệt như vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc rồi tôi mới biết là cái em này đang lợi dụng tình thương của cộng đồng mạng luôn, chứ không phải là chỉ riêng tôi. Cho nên tôi phải dừng lại chứ, làm sao tôi biết họ lừa mình rồi mà tôi vẫn tiếp tục để tôi ủng hộ quý vị, đúng chưa? Còn quay trở lại cái câu chuyện của cái anh hề hết thời Lê Tính đây quý vị. Tại vì những người mà nó không có tài sản, những người mà nó ở đầu đường xó chợ, nó hay đem tài sản mình ra nó cá cược, tại vì nó không có bất kỳ một cái gì. Còn tôi là một cái người mà làm ra cái tài sản hiện tại bây giờ tôi đang ngồi đây, nó rất là vất vả, nó rất là khổ sở. Không thể nào mà vì một cái người dân mà tôi đem ra tôi cá cược tài sản của tôi được. Anh hiểu không? Tài sản của tôi không có điên mà đi cá cược những cái người mà không liên quan. Cho nên đừng có đem cái chuyện này ra. Còn nếu anh muốn câu view mà anh câu view theo cái kiểu mất đạo đức, đó là quyền của anh. Và tôi tin rằng những người trên cộng đồng mạng và những khán giả theo dõi các kênh, họ sẽ biết được và họ sẽ chọn lọc những cái kênh nào đúng để cho họ theo dõi. Chứ không phải là để cho anh lên anh dẫn dắt và anh nói theo cái kiểu này. Anh mở miệng ra anh kêu là thỏa thân, anh ăn nói chuyện quá là mất dạy luôn. Cái từ này dùng cái từ mất dạy được không? Tại vì khi nào mà tôi lên tôi cá cược với anh trước á, thì anh hả nói. Còn đằng này tôi không đá động bất kỳ một cái gì, tại sao anh lại gài vô anh nói tôi cá cược để làm gì? Còn nếu như mà anh nói cá cược á, là anh phải cá cược ngang hàng với tài sản của tôi.
còn anh là một cái người ở nhà thuê, trên văn dưới tấn túc, thì anh có cái gì để anh cá cược với tôi mà anh mở miệng ra anh đòi cá cược vậy hả? Cờ bạc riết quen rồi hả anh Lê Lết? Cho nên tôi nhắn gửi đến cái anh Lê Tính ở bên Mỹ nè, mình là một cái người không có gì hết trơn, thì đừng có mở miệng ra hở ra cái là nói là đi làm từ thiện hay là giúp đỡ một người nào đó, trong khi bản thân của mình là một người thất nghiệp, một người không có nghề nghiệp ổn định. Cho nên đừng có cái kiểu mà lên đi kiểu dạy đời người khác và thương người đi. Trong cái đời drama mà anh đang tham gia đó, là anh đang bu vô để anh kiếm tiền chứ anh chả giúp cho ai đâu. Tôi bảo đảm là anh chả bao giờ anh giúp cho ai, mà chẳng qua anh bu vào đó để anh kiếm tiền. Vì sao? Tôi là một người phụ nữ, nhưng tôi dám bảo đảm với anh là tôi là một người rất là quân tử. Vì sao? Là vì tôi thấy cái sai tôi dám đứng ra tôi vạch trần. Còn bản thân của anh là một người đàn ông, nhưng thấy cái sai anh lại lấp liếm, anh che đi. Tại vì nếu như anh đứng ra anh vạch trần giống y hệt như tôi, anh sẽ bị công kích giống y hệt như tôi. Thường những cái người ngay thẳng dễ bị hãm hại lắm. Và bản thân của anh là anh đang kiếm sống về cái nghề này, thì làm sao anh dám đứng ra anh vạch trần? Cho nên nói về cái độ mà bản lĩnh mà nam nhi là tôi thắng anh thừa. Còn anh là một cái người đàn ông, nhưng anh lại thích mặc váy, anh lại thích bám theo những cái váy của đàn bà để anh kiếm tiền. Thậm chí là bây giờ anh bám theo cái tên của tôi để mà anh kiếm tiền YouTube. Từ nào tới bây giờ tôi chưa bao giờ mà tôi lên tôi kêu bất kỳ một người nào để tôi lên xúc phạm, trừ khi những người đó họ xúc phạm, họ chửi tôi. Và tôi lấy những cái bình luận đó, cái xì ta tút đó, giống y hệt như anh đăng cái xì ta tút này anh đang nói về tôi, thì tôi là người lên để phản biện, để trả lời lại những cái luận điệu của anh. Tôi chưa bao giờ tôi đụng hay tôi xúc phạm bất kỳ người nào, giống y như những người YouTube đã từng và đang làm với tôi. Và chính bản thân anh cũng y hệt như vậy. Anh không đáng là một người đàn ông. Và anh là một người đàn ông nhưng anh lại thích mình là một con gà mái. Rồi bây giờ bỏ qua cái vấn đề của cái anh Hề Lê Tính này nha quý vị. Tôi sẽ chia sẻ về cái bình luận, cái tin nhắn của cái em Bi Thái Tử. Vì sao ngày hôm nay tôi chia sẻ cái tin nhắn này là vì á, là tôi cũng đã từng bị vô giống y hệt như thế này. Nhưng tại sao một cái miệng của tôi không thể nào tôi nói được lại hàng trăm cái kênh YouTube khác? Vì sao tôi lại đưa ra cái tin nhắn của tôi? Là tại vì á, cái em Mã Lai đó quý vị, em ấy thách thức tôi và em ấy nói nếu như cái cô mà vô ơn đó đưa ra những cái tin nhắn tôi sẽ bị nhục mặt. Vì thế tôi mới đưa ra cái tin nhắn để tôi chứng minh rằng là những lời lẽ trong tin nhắn đó tôi có nhục mặt hay không. Chứ tôi không phải là cái loại người giống y hệt như họ mà hở ra cái là tung tin nhắn, mà hở ra cái là nói là ghi âm rồi video bị lộ ra ngoài. Nhưng thực chất bản thân của em này, bản thân của các em Mã Lai và bản thân của các em vô ơn đó quý vị, thì chuyên môn cung cấp những cái thông tin để cho các kênh YouTube để lên nói những người nào mà em ấy muốn nói, những người nào mà em ấy muốn tấn công hoặc hạ bệ đạp người ta xuống thì sẽ đưa thông tin cho những người đó. Và điển hình là trong cái tin nhắn của em Bi Thái Tử cũng y hệt như vậy đó quý vị. Tức là em Mã Lai này và cái em vô ơn này là đưa tin nhắn cho rất là nhiều người, xúi dục những cái kênh khác để nói những cái kênh nào mà mình không hài lòng và để chửi những cái người nào mà mình cảm thấy mình không thích. Tức là xúi dục để cho người ta chửi, xúi dục để cho người ta tấn công cái người đó, chứ mình không có lên tiếng. Tại vì mình làm ra vẻ như là một người thánh thiện, một người hiền. Có rất là nhiều người khán giả vô nói với tôi rằng là em ấy đâu có nói gì đến chị mà chị lại cứ nói em ấy hoài. Là thật ra là em ấy đã ủy quyền lại cho các em Mã Lai nói hết rồi, thì những lời lẽ của em Mã Lai nói là những gì em ấy muốn nói, và những gì các kênh YouTube làm là được em ấy đưa và cung cấp đó. Thì qua cái tin nhắn của các em Bi Thái Tử như thế này đây quý vị, tức là trong cái nội dung của các em Bi Thái Tử này nói chuyện thì kể những người ở trong nhóm của mình đó quý vị, những người mà trong tem gọi là yêu thương mà đến, thì em Bi Thái Tử này là hay có cái kiểu đi lên trên Facebook hoặc là TikTok hoặc là YouTube để mà khịa người khác đó quý vị. Em Bi kể là có cái người nào đó hay điện thoại cho em hay đi nói sóc ở trên Facebook, cứ điện thoại cho em giải thích. Thì trong cái nội dung này á, thì em Bi Thái Tử đang nói chuyện với lại một cái người nào đó nha quý vị. Người đó mới nhắn lại là sợ đó em. Bi mới trả lời là trong khi đó đã từng mở miệng nói với mọi người. Rồi người kia mới trả lời là sợ em bắt trúng cái nguyệt. Bi nói tiếp, anh chả làm gì được đâu. Nó sợ tụi em hết đó, nhờ tụi em hết đó. Chính con nhỏ bạn thân của ổng nói là nhờ em Bi mà chị mới kêu được
anh Quyên Gió vào drama này, giờ vô phá. Tức sao nói vậy không quý vị? Tại vì cái thời điểm đó đó là chưa có cái anh Nguyên Gió nhập vô cái tem. Thì cái tem Vì Yêu Thương Mà Đến là chưa có anh Nguyên Gió. Cái sao là nhờ một cái người nào đó với MB đưa cái anh Nguyên Gió vô được trong cái tem. Thì khi vô trong cái tem đó thì lại là phá, giống y như là sao? Đá ông anh hai ra nè, đá cái cô nha khoa ra nè quý vị. Tại vì MB Thái Tử này là kết nghĩa em ruột của cái em nha khoa mà quý vị. Rồi đọc tiếp, Bi nói nè: nhờ MB mà chị mới kêu được anh Nguyên Gió vào drama này, giờ vô để phá. Rồi cái bạn kia nói: bạn thân của ổng là ai em? Bởi vậy giờ muốn giải thích với em. Bi trả lời: nói bạn thân là vợ của ổng đó. Vợ của Nguyên Gió là ai ta? Rồi người bạn này nói tiếp: vậy à. Thì cái người bạn đó mới gửi cái tấm hình mà cái anh mà Malaysia mà cái đợt đó qua kiếm cái em mã lai đó quý vị. Thì MB mới nói: gì ghê vậy chị? Người bạn này mới trả lời: ừ hi hi hi, mà nó lên giải thích các kiểu, bây giờ khán giả mù quáng quá chị, vãi cái lờ thật đó. Thằng Bi nói vậy quý vị. Rồi cái người bạn kia mới trả lời: ừ, hôm nay chị coi like của HB, thật sự càng ngày không biết nên nói cái gì về hờ lờ nữa em. Bi mới trả lời: em nói thiệt chị nha. Người chị nó mới trả lời: ừ. Bi nói: khi chị gặp đi và giao tiếp, chị sẽ dần hiểu hơn, ở ngoài đời với lại trên mạng khác nhau nhiều lắm. Tức là MB Thái Tử nói á, là khi mà ở trên mạng với lại ở ngoài đời á, là cái em vô ơn này đó quý vị, nó khác. Vì ở trên mạng á, là mình nhìn rất là đáng thương, ở trên mạng rất là hiền, ở trên mạng rất là tội nghiệp. Nhưng khi gặp trực tiếp, cho nên MB mới nói là khi chị gặp đi và giao tiếp thì lúc đó dần sẽ hiểu hơn. Tức là giao tiếp trực tiếp đó quý vị, thì mới biết cái bản chất của cái em vô ơn này và cái bản tính của em vô ơn này nó khác nhau hoàn toàn ở trên mạng, ở ngoài đời với trên mạng khác nhau quý vị. Thì cái câu nói của MB cũng giống y hệt như tôi, là khi mà tôi chưa tiếp xúc thì tôi cảm thấy rất là thương hại, tôi rất là tội nghiệp. Nhưng khi gặp trực tiếp dần dần rồi mới hiểu được là cái em đó là người như thế nào. Và trong khi đó tôi chỉ là người mới có gặp, tính ra đâu là mới có 4-5 lần gì đó, mà gặp nói chuyện không có nhiều, thường là đa số chỉ nói chuyện qua tin nhắn thôi. Còn MB này là ở trong cái tem Vì Yêu Thương Mà Đến, tức là rất là thân quý vị, thân dữ lắm luôn. Thì dĩ nhiên MB này sẽ biết rành hơn tôi nữa quý vị, sẽ biết rành về cái con người của cái em vô ơn này còn hơn tôi nữa. Thì MB này mới nói là cứ tiếp xúc đi, cứ gặp gỡ đi, rồi sẽ biết cái con người và bản tính của cái em vô ơn này là ai. Ở trên mạng với lại ở ngoài đời, hai con người khác nhau hoàn toàn quý vị. Thì tất cả quý vị hiện tại bây giờ chưa có tiếp xúc và chưa có gặp cái em vô ơn này đó quý vị, thì tất cả mọi người đều thấy đáng thương. Và bản thân tôi trước đây tôi cũng thấy đáng thương, nhưng khi mà gặp trực tiếp rồi thì cái bản chất của cái em này nó lộ diện ra quý vị. Nó khác hoàn toàn là cái con người mà cái em ở trên mạng mình thấy, mà ở bên ngoài nó khác. Và đây là chính bản thân của cái MB, là một cái người rất là thân ở trong tem luôn quý vị. Và theo như tôi biết á, là MB này là bạn học, là bạn thân với lại chồng của cái em họ đó quý vị. Chồng của cái bé em họ đó là bạn rất là thân đó. Mà bây giờ là MB nói như thế này, chẳng qua là người ta không muốn nói ra. Và khi trong cái tin nhắn mà tôi đưa ra đó quý vị, tôi cũng không muốn nói ra. Nhưng mà tại vì cái em mã lai thách thức tôi và vu khống cho tôi là trong tin nhắn đó tôi sẽ bị nhục mặt, cho nên tôi mới đưa ra. Và cái em MB Thái Tử này cũng vậy, người ta biết cho nên từ từ người ta dần rút lui đó. Thì tôi cũng y hệt vậy, tôi rút lui trong âm thầm và từ từ đó. Nhưng con cái là cái sự mà ảnh hưởng đến cộng đồng mạng đối với là MB Thái Tử không bằng tôi. Tôi là có cái sự ảnh hưởng ở trên mạng trong cái vụ việc này nó rất là lớn, cho nên đem tôi ra để mà làm nóng cái drama để cho đừng có nguội đi. Tại vì nếu như trong cái drama này nó nguội đó quý vị, thì chính bản thân của cái người vô ơn này đó quý vị sẽ không bán hàng được online. Và những cái ấp ủ, những cái dự định, những cái kế hoạch là bán A, B, C gì đó, thì nó không có nóng thì sẽ không ai mua. Đó thì chính bản thân của MB này á, là người rút lui trong im lặng và không có tiếp xúc nữa. Tại vì người ta tiếp xúc gần, người ta biết rõ lắm rồi đó quý vị. Rồi tiếp theo, cái người bạn này nói: tụi nó chơi với nhau thôi phải không? Bi trả lời: ngôn từ văn chương giống như hôm qua là của ai là chị biết rồi. Em thì không có nói về bà L. Lúc kéo ra Hà Nội rồi, chị thấy bà Sáu và con Phượng tham lam thật đó, nhưng đỡ hơn con hờ lờ. Thì cái người này nhắn tin, vậy là nhắn tin với con gái rồi quý vị.
chị thấy là bà Sáu với là Hồng Phượng tham lam nhưng còn đỡ hơn con hờ lờ đó. Thì những người người ta tiếp xúc rồi người ta mới biết là trong cái vụ việc này là cái con hờ lờ này đó quý vị, nó còn kinh khủng hơn là bà Sáu với lại BH nữa đó quý vị. Rồi Bi trả lời: thích khịa bên kia, coi bên kia là cái chỗ cười thôi. Chị gái trả lời: con lờ nó chửi vợ chồng ông Bảy ghê lắm. Bi trả lời: ha ha, chửi như cái máy, không có hiền đâu. Em là con chốt nè, tức là ý nói là Bi Thái Tử là cũng là một cái người để là giống y như là một cái người để lợi dụng, để lên, để công kích, để chửi những người nào mà cái em hờ lờ này muốn chửi, để chửi những người nào mà cái em Mã Lai này muốn người ta chửi. Tức là trong cái tem đó là chuyên suối cái em Bi Thái Tử này để lên trên mạng để chửi người ta đó quý vị. Tại vì biết sao không, cái thời điểm đó là YouTube để theo mà binh vực nó hiếm, nó ít lắm, nó không có nhiều quý vị. Và lúc thời điểm đó là cái kênh của tôi á là một cái kênh có tiếng nói mạnh nhất, nhưng có những cái mà đưa cho tôi không có nói quý vị, bắt đầu suối những người khác đó. Đọc tiếp nè quý vị. À, cái chị gái này nói là nó thừa biết cái nick cát cát đó là giả. Bi trả lời: hồi xưa ngày nào cũng kêu em lên sóng từng nhân vật, tức là hồi cái lúc mà còn chơi với nhau đó quý vị, thì suối cái em Bi Thái Tử này là lên sóng chửi từng nhân vật, tức là những cái nhân vật mà dính líu vô trong cái drama này, tức là bên phía của bà Sáu ông Bảy đâu đó quý vị, là suối MB này lên chửi từng nhân vật, tức là những nhân vật nào nằm vô trong tầm nhắm của nó là sẽ suối Bi Thái Tử lên chửi. Cái người chị gái này nói tiếp: mà nó cố tình sell để công kích con cá cát, tức là khi mà nó lên nó suối Bi Thái Tử lên chửi rồi, hoặc là nó suối một người nào đó lên chửi cái người đó, bắt đầu nó sell cái bài đó về, nó chia sẻ trên cái trang cá nhân của nó để cho nhiều người biết cái con cát cát nó là như vậy đó, hoặc là cái người đó là xấu xa như vậy đó. Nó muốn chơi truyền thông để mà nó hại người ta. Nếu như cái người nào mà nó nhắm vô á thì coi như là cái người đó tiêu đời. Tại vì sao? Là hiện tại bây giờ là nó là nữ hoàng của cộng đồng mạng mà quý vị, nó là vua của cộng đồng mạng, cho nên nó nói cái gì người ta cũng nghe. Rồi tiếp theo cái người chị gái này nói: wow, tức là trước đó là kêu MB Thái Tử này lên sóng chửi từng nhân vật á, thì cái chị gái này mới trả lời: wow. Bi nói tiếp: riết coi trọng và nhìn người quá nên thôi chị ơi. Chị gái này trả lời: ừ. Bi nói: ngày xưa mấy cái bài mà em chửi đó là kêu em lên post đó. Tức là những cái bài mà Bi lên chửi là kêu em lên post, vậy là lúc đó cũng có lên kêu chửi tôi quý vị. Tại vì hồi cái lúc thời điểm đó đó mà cái thằng này nó dùng cái từ ngày xưa, mới đó mà nó dùng cái từ là ngày xưa, là lúc thời điểm đó là cách đây mấy tháng đó quý vị, thì MB Thái Tử này cũng có lên chửi tôi về cái vấn đề mà lúc tôi nhập viện đó quý vị, là lúc đó là lên suối MB Thái Tử để mà chửi tôi, có luôn nha quý vị. Ghê không, kinh khủng không quý vị. Rồi cái chị này mới nói tiếp: chị thấy em và BL cũng may mắn là chia tay sớm chứ không thì mệt mỏi. Bi trả lời: nguyên cả nhóm trừ bà BL ra. Ghê vậy. Bi nói tiếp: tụi nghệ sĩ nó đâu có phót chị, đưa thông tin cho em thăm chị nhở. Rồi cái chị này mới nói lại là nó đâu có ngu em, tức là các nghệ sĩ đó quý vị, thì đưa thông tin cho cái em Bi Thái Tử này để lên phót, để lên chửi những người mà nó muốn chửi. Ví dụ như trong nhóm Vì Yêu Thương Mà Đến thì có ai là nghệ sĩ? Nguyên Gió là nghệ sĩ, vợ chồng của Tí Chuột là nghệ sĩ, rồi ông anh hai cũng là nghệ sĩ, chị ba cũng là nghệ sĩ. Thì tất cả những người ở trong nhóm á mà lên suối MB Thái Tử này lên nói, thì trong nhóm nó gồm có những ai? Trong nhóm nó gồm có em Vô Ơn nè, Mã Lai nè, Nguyên Gió nè, rồi vợ chồng của Tí Chuột nè, rồi chị ba nè, rồi anh hai nè. Chỉ ngoại trừ em Nha Khoa là không suối em ấy lên phốt người ta thôi, còn tất cả những người trong nhóm đều đưa thông tin để cho em ấy lên phốt người ta. Kinh dị không quý vị? Có hiền không quý vị? Quá cặn bã luôn đó, đúng không quý vị? Đó, thì đưa thông tin không phải là chỉ đưa thông tin một mình MB Thái Tử, mà đưa rất là nhiều người, và trong số đó cũng có đưa cho tôi. Cũng có đưa cho tôi nhưng tôi không có lên nói. Nhưng mà thằng Bi Thái Tử này thì hồi đó có lên nghe lời để phót, nhưng mà thấy là cứ đưa thông tin, cứ dụ dỗ đưa thông tin cho phót nhiều quá, MB Thái Tử này thấy sợ quá chạy đó quý vị. Tại vì khi mà MBL mà tách ra khỏi nhóm rồi thì MB Thái Tử này thì chung ủng hộ em BL, cho nên rút lui luôn quý vị. Sẵn dịp đó rút lui luôn cho nó im đẹp, chứ nếu không á, là tụi nó sẽ dùng cái từ là quay xe.
tụi nó sẽ tung tin lên trên cộng đồng mạng với tất cả những người YouTube đó quý vị, là cái MV Thái Tử này là quay xe, thì bắt đầu những kênh YouTube khác vào tấn công cho người ta không còn kịp ngáp luôn quý vị. Thì giống y hệt như tôi, nó đưa thông tin cho những cái kênh khác để vào tấn công tôi, y hệt như vậy đó quý vị. Rồi đọc tiếp nè, nhớ cái đoạn chat của ông 70 chat với gái đó là của thằng tí chuột, nó đưa cho em đó, ghê không quý vị? Nó đưa ra cái đoạn chat đó, tức là nó tự tạo cái nick ảo, nó tạo cái nick ảo, nó lấy cái tên của cái ông 7 rồi nó chat với lại một người khác cũng là nick ảo của nó lấy cái hình ảnh thôi, bắt đầu nó chụp hình lên cái nó đưa cho MB Thái Tử để lên post là ông 7 là chat với gái, nhưng mà thật ra là tụi nó tự tạo ra cái nick ảo để nó hại người ta. Kinh khủng không quý vị? Một khi mà nó muốn hại ai là bắt đầu là nó nhảy lên, là nó tạo cái nick ảo để nó gieo cái tiếng xấu cho người ta, nó lợi dụng hiện tại bây giờ tiếng nói của nó mạnh nhất ở trên cộng đồng mạng, là nó muốn hại ai là nó hại. Giống y hệt như tôi vừa rồi, cái trang Facebook của Trà Hoa Nữ đó quý vị, nó lấy cái nick của tôi, nó nhái cái hình ảnh và nó giả cái nick ảo của tôi, là nó nói tôi là lên binh vực em Cát Cát gì đó, mà thậm chí tôi không biết em Cát Cát đó là ai, mà tôi không biết mặt mũi em Cát Cát như thế nào luôn đó quý vị. Mà nó đưa lên là cái nick đó của tôi là lên đăng binh em Cát Cát, là để chửi bên phía cái em BH gì đó, mà tôi đâu có liên quan tới cái nhóm đó quý vị, tôi không có liên quan đó. Thì một khi mà nó muốn hại ai, tức là nó muốn nhắm vô tôi, và trong thời gian gần 2 tháng nay là tụi nó đang nhắm vô tôi, cho nên là nó đưa thông tin cho tất cả những cái kênh YouTube khác để vào tấn công tôi, bịa đặt ra để mà sỉ nhục tôi, thì giống y hệt như nó đã làm và xúi dục em Bi Thái Tử này đó quý vị, đưa tất cả các thông tin. Cho nên những cái tin nhắn nè, nó nhắn qua nhắn lại là tụi nó tự tạo với nhau, rồi xong bắt đầu nó tung ra, nó đưa cho YouTube, nó xúi người ta nói. Và những cái đoạn mà ghi âm đó quý vị, tụi nó cũng tự tạo với nhau, xong rồi bắt đầu nó tung ra, nó đưa cho YouTube, bắt đầu YouTube lên nói. Và những cái đoạn video clip ở trong nhà nó, là nó ngồi nó nói chuyện, nó họp mặt nói chuyện trong gia đình, thì làm sao lọt ra được quý vị. Và nhớ cái đoạn chat của cái ông anh 2 đó quý vị, thì trong, tôi bảo đảm là nói chuyện trong gia đình của tụi nó. Thì bắt đầu là cái đứa nào nó ghi âm vô trong đó, bắt đầu nó tung tin ra, biết làm sao, là lại gì, nó muốn hất cẳng cái ông anh 2 này ra. Thì vừa hất cẳng được ông anh 2 này ra mà vừa mũi tên trúng vô tôi là một kẻ tiểu nhân để tung ra cái ghi âm đó. Và một mũi tên đó bắn luôn trúng cái anh 2 đó, là anh 2 là một người tiểu nhân. Đó, một mũi tên bắn hai con nhạn quý vị. Một khi mà nó muốn hại ai rồi, bắt đầu nó tự tạo ra, bắt đầu nó đưa thông tin hết cho các YouTube này, cho các YouTube kia để lên hại cái người đó. Thì cái đoạn chat của các ông 7 này là tụi nó tự tạo cái nick ảo để nó đưa lên trên mạng, bắt đầu là nói là ông này là mê gái, đi chat với gái, mà thật ra nó tạo cái nick ảo cho người ta. Thì một khi mà nó muốn hại ai thì tụi nó sẽ tạo cái nick ảo ra và nó tung, nó đưa cho các YouTube làm đó quý vị. Nhưng những kênh YouTube nào mà không có kiến thức, những kênh YouTube nào mà mất đạo đức đó quý vị, sẽ nghe lời theo nó và làm theo. Rồi Bi nói tiếp đây quý vị, em nói thiệt với chị nha, tất cả những ai trong drama đều có cái phốt hết đó chị, nên cứ từ từ. Còn bên kia tụi nó núp lùm cũng không có lý do, thế thôi. Thì em ấy khẳng định là những người mà ở trong cái drama, tức là trong cái nhóm của em ấy đó, thì người nào cũng đều có cái phốt, tức là đều có cái phốt xấu đó quý vị, ai cũng có cái phốt hết trơn. Từ từ đi rồi nó sẽ lòi ra đó. Cho nên là trong nhóm người ta nói nha quý vị, còn tôi khẳng định lại thêm một lần nữa là tôi không có ở trong nhóm, là tại vì khi tôi tiếp xúc lần đầu tiên tôi thấy nó có vấn đề, cho nên tôi không có dám vô trong nhóm đó. Cái thứ nhất, những người mà tự động mà vì yêu thương mà đến, những người đó tôi không biết nhân thân lai lịch của họ là ai, và tôi cũng không biết là người đó là như thế nào, cho nên tôi rất là sợ để khi mà tiếp cận với họ. Và khi mà tôi tiếp cận rồi, được vài lần rồi, tôi thấy có vấn đề đó quý vị, cho nên tôi không có dám tham gia trong cái nhóm đó. Thì cái MB Thái Tử này, thì MB Thái Tử này là tôi nghe nói là em ấy là cũng dạng giống như là giang hồ gì đó quý vị, cho nên em ấy đâu có sợ, mới tham gia vô trong cái nhóm này đó. Thì bây giờ khi tham gia vô rồi mới biết, tại vì khi mà trong nhóm nói chuyện với nhau làm sao đó, cái người nào như thế nào đó thông minh là sẽ biết là cái người đó xấu hay tốt. Tại vì nếu như người tốt thì sẽ không để tạo những cái nick ảo để mà hại người khác quý vị, mà dù là người đó có giang hồ hay có như thế nào đi chăng nữa, nhưng người ta có cái lương tâm và đạo đức, người ta sẽ không chấp nhận những việc làm đó. Cho nên giờ Bi Thái Tử nó nói ra hết trơn đây quý vị. Rồi chị gái này mới nói tiếp đây quý vị, nhưng bên kia chị thấy còn đỡ hơn bên đây nhiều. Còn con L nó nhắn tin bị lộ, em có đọc không? Bi trả lời, có chị. Rồi chị này nói,
Nó nói sợ drama này lắng xuống. Bi trả lời, đừng kêu là tin nhắn của ai, là lời văn của bà L đó. Ghê không quý vị? Tức là tất cả những cái mà sợ cái drama này lắng xuống đó quý vị, thì đó không phải là tin nhắn của ai, mà đều là cái lời văn của con L này hết quý vị. Tức là nó tự tạo ra trong cái những cái lời văn đó, trong cái nhóm của nó. Xong rồi bắt đầu nó chụp những cái tin nhắn đó, nó đưa cho các YouTube. Cái các YouTube đưa lên, cái bắt đầu nó lên nó la làng, nó nói là tin nhắn nó bị lộ, tin nhắn của con bị lộ rồi, ông bà cô chú ơi, không biết sao bị lộ. Mà cái chiêu trò đó làm rất là nhiều. Cho nên là quý vị ơi, những cái người mà đã yêu thương, gọi là yêu thương mà đâm ra nó mù quáng luôn cái con mắt của mình, lý trí của mình nó không còn nữa, thì quý vị ơi, thức tỉnh lại giùm tôi, là mình phải nhớ lại từ đầu và những chi tiết là cái em vô ơn này đã làm có đúng hay không. Mình yêu thương, dĩ nhiên trong con người của mình là một người tốt, dĩ nhiên mình phải yêu thương rồi, chứ không thể nào mà mình ghét. Đó là cái tấm lòng của mình, là trong con người mình nó có lương thiện, nó mới là như vậy. Nhưng phải xem lại là cái người mình đang bảo vệ, cái người mà mình đang yêu thương nó có đúng hay không, cái người đó có đúng để nhận được cái tình thương của mình hay không. Là sợ cái drama này lắng xuống, thì những cái lời văn đó là những lời văn của con L đó, là chính miệng của em Bi Thái Tử nói đây quý vị. Đó, thì nó tự tạo ra, xong bắt đầu nó tung tin nhắn ra cho những kênh YouTube đưa lên, bắt đầu nó nói nó bị lộ tin nhắn. Tôi hỏi quý vị nè, điện thoại của quý vị, ai mà lấy được tin nhắn của quý vị? Chỉ ngoại trừ công an điều tra. Chỉ ngoại trừ công an điều tra, người ta tịch thu trong cái tin nhắn của mình, người ta tịch thu điện thoại của mình, người ta mới lấy được. Chứ không thể nào mà cái thằng hacker nào mà nó giỏi mà nó vô nó hack được cái tin nhắn trong cái điện thoại của mình. Tôi bảo đảm với quý vị, không thằng hacker nào nó làm được hết trơn, ngoại trừ mình là người tung cái tin nhắn đó ra quý vị. Chị gái nhắn tiếp, chính xác, nó sợ drama này lắng xuống, không có ai biết đến nó nữa. Bi trả lời, kha kha kha. Thì từ đầu cũng đâu có ai biết đâu chị. Tức là thằng Bi Thái Tử nó nói là từ đầu cũng đâu có ai biết cái em vô ơn này là ai đâu quý vị. Đó, thì bây giờ nhờ cái drama này người ta mới biết đến nó. Thì nếu như cái drama này lắng xuống thì sẽ người ta sẽ quên nó, người ta đâu có biết nó nữa. Thì nó đâu có lợi dụng được tình thương để bán đồ ở trên cộng đồng mạng, lợi dụng tình thương để mà bán cái hàng với cái giá là không có hợp lý quý vị. Dù mắc người ta vẫn mua, vì sao? Người ta thương đó quý vị. Nhưng quý vị ơi, lên khóc lóc nói rằng là con không có mẹ, con mồ côi mẹ từ nhỏ tới lớn, con chỉ có ba thôi mà giờ ba mất rồi. Đó, diễn như vậy. Trong khi đó nếu như mình là một cái đứa mồ côi mà giờ tự nhiên mình nhận ra mẹ của mình nhận ra bên ngoại của mình phải khoe chứ quý vị. Mình phải lên, mình phải khoe, mình mới nói là con nhận được mẹ của con rồi, con nhận được bên gia đình, bên ngoại của con rồi. Mình phải mừng chứ quý vị. Nhưng tại sao vẫn không công khai lên trên cộng đồng mạng mà lại giấu? Vì sao? Giấu để cho mọi người biết rằng là con là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, để lấy tình thương của cộng đồng mạng. Ghê không quý vị? Đó, thì sẵn cái bài của cái anh ca sĩ Nguyên Gió đó quý vị đã đăng lên rồi, là khi thử ADN là được sự cho phép của em Hờ Lờ và được sự cho phép của gia đình bên ngoại, người lớn gia đình bên ngoại của em Hờ Lờ. Tức là em ấy đã nhận ra và đã biết gia đình bên ngoại đã biết là nguồn gốc của mình từ lâu rồi, trước khi cha mình mất nữa đó quý vị, mà lại lên mình là một đứa trẻ mồ côi. Cô chú ơi thương con đi, con là một đứa trẻ mồ côi. Trong khi đó là những cái đứa mà người ta 17, 18, 20 tuổi, người ta còn lên người ta nói anh chị ơi, chứ chưa bao giờ kêu cô chú mà xưng con. Làm bà ngoại rồi đó mà lên trên cộng đồng mạng để xưng con. Đọc tiếp đây quý vị, cái chị đó nói là ừ, nhưng bây giờ dựa vô drama để bán, cho nên cứ tao ra drama. Con HB nó nói trong cái like là đúng hết. Hình như là trong cái đoạn này là trong cái nhóm kín đó quý vị. Thì nhắn với lại cái em Hờ Lờ nói như thế này: anh biết mấy hôm nay nhưng không dám nói cho em nghe, vì đó còn thẩm định lại. Em nghe ai báo chính thức vậy nè, nhưng cái vụ này mình im luôn, không có nói gì trên mạng nhé em. Thì cái em Hờ Lờ này mới trả lời như thế này đây quý vị: em cũng lớn rồi, em có thể quyết định được cái nghề để lo cho bản thân em nữa. Anh chị ơi, tức là đang nói ở trong nhóm đó quý vị. Em Hờ Lờ nói tiếp nè: em không mua bán được, không đóng phim được, không đi hát được, thì lấy tiền đâu mà nuôi con. Ghê không quý vị? Tức là không bán hàng được online, tức là phải làm cho cái drama này nóng lên để cho mọi người vẫn còn chú ý đến nó, thì nó mới bán được hàng online, thì nó mới đi đóng phim được, thì nó mới đi hát được, thì nó mới kiếm tiền để nuôi con. Ghê không quý vị? Thì cái đứa này có khờ không? Thì cái chị gái này mới nói là giả mang thiệp.
tức là những cái lời lẽ của cái em mà vô ơn này đó quý vị. Thì những cái lời lẽ này không phải là một cái người hiền hậu, không phải là một cái người hiền lành quý vị. Bì Thế Tử nói tiếp, mà em không hiểu thằng nào ở trong nhóm này mà lộ ra. Chị gái này mới nói, thì bởi nội gián á em, tức là vậy nè quý vị. Trong khi là em Bì Thế Tử đã rút ra khỏi nhóm rồi, thì rút ra khỏi nhóm thì nó đâu có còn ở trong nhóm này nữa quý vị. Nó không còn ở trong nhóm này. Thì thằng Bì Thế Tử này nó nói là nó không hiểu là tại sao những cái đoạn chat này nó lại lòi ra bên ngoài đó. Thì chỉ có người trong nhóm đưa ra thôi quý vị. Mà những người trong nhóm đó là ai? Tức là cái thằng anh họ, con nhỏ em họ, vợ chồng của con nhỏ vô ơn, rồi anh hai, chị ba, rồi Nguyên Gió, rồi Mã Lai, hết rồi. Trong nhóm đâu còn ai nữa quý vị. Thì tại sao những cái tin nhắn này lộ ra ngoài? Tôi nói chuyên môn lúc nào cũng nói tin nhắn lộ ra ngoài để làm chi? Để cho khán giả người ta biết rằng là con không bán hàng online được, là con không có tiền nuôi con không có đi đóng phim, con không có đi hát được, là không có tiền nuôi con. Là làm chi? Đang xin xỏ tình thương của cộng đồng mạng tiếp đó quý vị. Là xin xỏ tình thương của cộng đồng mạng, là thương con đi, giúp đỡ con đi, mua hàng con đi. Cái drama này mà lắng xuống rồi cái là không ai biết đến con, không ai mua. Nếu như mình là bán một cái hàng mà có chất lượng, mình bán cái hàng mà giá nó tương đương với lại ngoài giá của thị trường, tại vì hiện tại bây giờ là giá cạnh tranh mà quý vị. Nếu như giá hàng của mình chất lượng và giá của mình ổn, ok, thì người ta sẽ ủng hộ mình. Dù mình không phải là con của nghệ sĩ, dù mình không phải là người nổi tiếng, người ta cũng vẫn ủng hộ. Thời buổi bây giờ nếu như mà nói tới nghệ sĩ mà bán hàng online, người ta còn dè chừng đó quý vị. Mà cái người bán bình thường người ta lại tin tưởng. Còn đằng này là nó lợi dụng để cho nó nổi tiếng lên, để nó bán hàng online. Vậy thì nó có hiền không quý vị? Cho nên là quý vị hãy tỉnh táo giùm tôi. Xong rồi cái chị đó mới gửi một cái đường link Facebook qua cho em Bì Thế Tử coi. Thì em Bì Thế Tử mới nói, em đang coi nè chị. Chị gái đó trả lời, ừ. Bắt đầu Bì Thế Tử mới nói, anh Vú quỷ kết bạn với em rồi, em buồn quá, hu hu hu. Rồi thêm thả cái cười kha kha kha. Vậy nữa quý vị. Tức là cái đường link đó chắc có lẽ là cái đường link của cái anh Vú rồi quý vị, anh Nguyên Vú. Cho nên là em Bì Thế Tử mới trả lời là anh Nguyên Vú quỷ kết bạn với em rồi. Vì sao lại quỷ kết bạn? Là tại vì trước đó là có trong nhóm có kết bạn với nhau. Sau khi mà rời nhóm rồi đó quý vị, khi mà rời nhóm rồi, tại vì Bì Thế Tử là bên phe của các em Nha Khoa, bắt đầu là vì cái vụ mà MV mà quay phim đó, đó là mới cạch mặt với lại em Nha Khoa. Thì em này là trong nhóm của em Nha Khoa, cho nên là anh Nguyên Vú quỷ kết bạn với em rồi, hu hu hu, còn cười nữa. Tiếp theo chị gái này nói, ai em? Tại em không PA cho nó. Tức là sao? Là cái anh Nguyên Vú này đưa những cái thông tin cho em Bì Thế Tử này lên quảng cáo, PA, chửi dùm đó. Thì em Bì này không chịu làm, cho nên nó quỷ kết bạn mình là đúng rồi. Rồi em Bì này trả lời, anh Vú, tại em kết bạn với chị. Tại em kết bạn với chị mà anh Vú quỷ kết bạn với Bì. Vậy chị này là ai vậy ta? Chị này không biết là ai luôn. Đọc tiếp nha quý vị. Bì nói, tự nhiên quỷ kết bạn với em buồn. Ủa? Tức là em Bì nói là, ủa sao tự nhiên, không có đụng chạm gì, không có mâu thuẫn gì mà tại sao lại là quỷ kết bạn với lại em Bì Thế Tử? Cho Bì nó ngạc nhiên đó quý vị. Nó nói, ủa kỳ á. Rồi chị này nói tiếp, tại em qua lại với lại BL. Đó. Tức là tại vì á, là cái em này rất là thân với lại cái em BL. Thì lúc đó là em BL chửi anh Nguyên Vú quá trời luôn, chửi quá trời quá đất luôn. Đó, thì em này cùng phe với BL là quỷ kết bạn là đúng rồi. Dạng giống y như là bị lay, bị quỷ kết bạn lay á quý vị. Rồi em Bì Thế Tử nói tiếp, quan hệ con mẹ gì, sao con đại diện nà ní nó không quỷ kết bạn với em? Tại nó kể cho em nhiều thứ. Ồ, ghê hồn quý vị. Tức là cái anh Vú là quỷ kết bạn đó, mà tại sao là cái cô mà Hồng Ní Hộ Pháp đó quý vị thì lại không quỷ kết bạn với em? Là tại vì nó kể nhiều thứ. Ủa, nhớ là hồi cái lúc thời điểm đó là chơi chung với nhau là rất là thân, kêu bằng chị Hồng Ní không nha quý vị, mà giờ tự nhiên cái là kêu bằng cái con Hồng Ní luôn quý vị. Vậy là có vấn đề rồi đúng không? Tức là nó chơi thân với nhau, bắt đầu nó biết. Thì cái con Hồng Ní này á, là kể chuyện cho cái em Bì Thế Tử, là kể rất là nhiều thứ, là kể nhiều quý vị. Kể những cái chuyện mà bí mật là kể cho em Bì Thế Tử này nghe. Đó thì quý vị hiểu rồi đúng không? Là hiểu là trong nhóm vì yêu thương mà đến đó, bây giờ là nó đã là vậy rồi quý vị. Cho nên là giờ quý vị thấy là cái anh mà nhà báo đó quý vị, hồi trước cũng lên ca ngợi quá trời luôn. Ca ngợi nào là em Hồng Ní này kia, rồi ca ngợi nào em Hồng Ní này nọ.
lên ca ngợi quá trời quá đất luôn, sao giờ không thấy cái anh nhà báo đó lên ca ngợi nữa ta? Đó, mà bây giờ là trong cái nhóm là không có thấy là thân thuộc giống y như hồi trước nữa, là tại vì biết làm sao không, chơi chung với nhau nó đổ bể ra rồi, giờ người ta sợ hết rồi, người ta né đó quý vị. Đó thì bây giờ chính miệng của em Bi Thái Tử nói đây quý vị, là tại vì chính miệng là cái con Hồng Ní này á, là kể cho em nghe nhiều thứ. Mà hồi trước á, là kêu bằng chị, mà tại sao trong cái tin nhắn này lại kêu bằng cái con? Đó, đúng không quý vị? Cho nên một khi mà người ta tiếp xúc á, tiếp xúc gần nó biết. Còn tôi không tiếp xúc á, tôi chỉ tiếp xúc xa thôi, tôi chỉ gặp nhau trong những buổi tiệc thôi là tôi đã thấy có vấn đề rồi. Còn đằng này là chơi chung với nhau rồi, kể với nhau nhiều thứ rồi, bắt đầu là thấy mấy cái vụ này đây quý vị. Ghê không? Đọc tiếp nè. Cái chị này nói, cái thằng Vú là cái thằng đàn bà, Bi nó nói em cũng chả có nói gì với ai, tại nó có tật giật mình. Rồi chị này nói, cái con Nà Ní em chưa có gọi tên nó. Bi mới trả lời em gọi rồi, tức là khi mà nghỉ chơi với nhau thì em Bi này cũng có lên một cái clip nói về cái vấn đề mà cái chị Nà Ní này rồi đó quý vị. Rồi cái chị gái này mới tới tiếp, chứ em gọi thử đi. Thì ý nói là nếu như mà Bi Thái Tử rút ra khỏi cái nhóm mà dám đá động gì tới cái chị Nà Ní này không đó quý vị, đó thì sẽ thấy cái cảnh. Thì cái chị này mới nói rằng là em thử gọi tên nó đi thì biết liền. Thì em Bi Thái Tử này mới trả lời lại là ai gia đó chị, tức là ai gia là sao, tức là ai gia có quyền hạn cao nhất, ai gia là gọi gió gọi mưa đó quý vị, thì đâu có ai dám đụng tới. Thì em Bi Thái Tử chơi chung ở trong nhóm thì em Bi biết rằng là cái tiếng nói của cái em Nà Ní này đó quý vị, thì là ai gia đó, là một cái tiếng nói không ai dám đụng vô, thậm chí các ông anh hai cũng không dám đụng vô luôn đó quý vị. Rồi chị này mới nói tiếp nè, vậy à vậy cũng không hiểu chứ Vú là đàn bà. Rồi em Bi Thái Tử mới nói là Nguyễn Thị Nguyên Vú mà đó. Rồi cái chị này mới trả lời là mới vô nhóm mà cái tính giống quỷ. Tức là ý cái chị này nói là cái anh Vú này là đàn bà đó. Thì em Bi Thái Tử mới trả lời lại là Nguyễn Thị Nguyên Vú. Thì không biết làm sao, cái câu này tôi chưa có hiểu là đang nói gì nha quý vị. Rồi em Bi mới nói tiếp, nhờ nó mà tan đàn sẽ nghe đó, tức là nhờ cái anh Nguyên Vú này mới là trong nhóm mới tan đàn sẽ nghe. Chứ trước khi mà anh Nguyên Vú này đến á, trước khi mà anh Nguyên Vú này đến đó quý vị, thì cái nhóm của người ta đang rất là bình thường. Nhưng sau khi anh Nguyên Vú này đến thì bắt cặp với lại cái chị mà đại diện đó, thì bắt cặp vô rồi. Tức là cái tiếng nói của cái cô Nà Ní này đó quý vị, là cái tiếng nói của cổ là ai gia mạnh nhất. Thì dĩ nhiên là cái anh Nguyên Vú này mới bắt cặp chung với lại cái chị kia để làm chi? Để nắm được cái quyền lực trong tay đó, mới đẩy cái em Nha Khoa ra ngoài luôn. Rồi xong rồi bắt đầu mới đẩy ông anh hai ra ngoài luôn đó quý vị. Cho nên em Bi Thái Tử này mới nói là nhờ nó mà tan đàn sẽ nghe. Nói chung quay chung quy là cái nội dung cái tin nhắn này đó quý vị, là em Bi Thái Tử này đến với nhóm, thì khi mà đến với trong nhóm này thì tất cả những người trong nhóm đều đưa thông tin cho em Bi Thái Tử này lên chửi người ta, lên phốt người ta đó quý vị. Đó là cái thứ hai nữa, là em Bi Thái Tử này là rất là bất mãn trong cái nhóm này, là tại vì khi mà em Bi Thái Tử đến với cái nhóm này mới biết là tất cả những người đều có lợi ích. Và hai nữa là tất cả những người trong nhóm đều có cái phốt ở trong đó, tức là ai cũng có cái tật, ai cũng có cái tật. Cái phốt tức là sao? Những cái chuyện xấu gọi là cái phốt đó quý vị, là những cái chuyện xấu ai cũng có hết, những người trong nhóm này đó. Chính miệng em Bi Thái Tử nói đây quý vị. Đó này thì không biết nói chuyện với ai, nhưng mà nói chung quy, nói tóm lại như thế này, là cái em mà vô ơn này đó quý vị, khi bất kỳ chuyện gì với lại cái em mà đại diện của em ấy, là khi bị bất kỳ một cái chuyện gì là nói là bị hack Facebook, bị hack Zalo, những cái tin nhắn chính bản thân mình là người tung ra và cung cấp cho các kênh YouTube và cung cấp cho những người mà mình muốn lợi dụng để lên phốt hoặc lên chửi người ta, chính mình là người cung cấp và mình tạo ra những cái nick ảo đó để mình chat qua chat lại để lấy cái đoạn tin nhắn đó để gửi cho YouTube để mà lên á, là hại những cái người nào khi mình muốn. Tôi nói thật với lại quý vị là tôi là một cái người rất là trung thực, cho nên khi mà tôi binh giật là tôi thấy tội nghiệp, tôi yêu thương tôi mới binh. Và một khi tôi thấy người ta lợi dụng tình thương của mình, người ta không phải là người tốt, cho nên tôi dừng lại. Và khi tôi dừng lại thì nó lại đổ lỗi lên trên đầu của tôi á, là tôi là một cái người ghi âm lén, tôi là một cái người nếu tung tin nhắn ra tôi là một cái người rất là xấu hổ. Thì nó moi những cái chuyện đó của tôi ra, cho nên bắt buộc tôi phải đưa ra thôi, chứ tôi cũng đang muốn rút lui trong im lặng quý vị.
Tôi muốn rút lui trong im lặng, tôi không nói gì đến cái drama này nữa. Cũng giống y hệt như em Bi này đó quý vị. Nhưng tại sao? Bi này nó không lên nói. Chứ nếu như mà lên nói đi thì nó cũng dập Bi này te tua như cái chị này trong đây nói đó quý vị. Quá là kinh khủng. Thì tôi thử hỏi quý vị, cái người mà quý vị đang u mê để mà ủng hộ cho nó có đáng để cho quý vị ủng hộ hay không? Trong khi đó là tôi đã nói rồi, một cái người tốt nếu như mà đến giúp em ấy á, là nếu như em ấy ở ngoài đầu đường xó chợ không có nhà cửa, thì cái thứ nhất là mình xây cho nó một căn nhà, đúng không? Cái thứ hai nữa mình tạo cho nó công ăn việc làm. Cái thứ ba nữa, cái việc tranh chấp tài sản của nó mình giúp cho nó có luật sư là được. Chứ không phải 24/24 ở bên cạnh của nó để mà nhập hàng về, để bán hàng online, để tạo cái drama này nóng lên. Thì quý vị hãy tỉnh táo giùm tôi, là trong cái vụ việc này là họ đang lợi dụng tình thương của cộng đồng mạng để trục lợi, để bán những cái món hàng rất là mắc. Quý vị mua thử đi biết liền. Những cái món hàng mà quý vị mua, đừng có nói với tôi là món hàng tiền nào của đó. Ơi nói nghe nè, khoai lang mà loại nhất, loại mà mắc nhất, loại ngon nhất hiện tại bây giờ nó chưa được 20.000 một ký. Chưa được 20.000 một ký. Ơi nói cái vụ gì á, tôi còn im. Chứ mà nói cái vụ này, tại vì khoai lang hầu như dân nghèo người ta cũng biết cái giá khoai lang bao nhiêu, mà dân giàu người ta cũng biết cái giá khoai lang bao nhiêu. Tại vì nó là một cái món rất là rẻ tiền, chứ nó không phải là một cái món xa xỉ. Ví dụ như bây giờ lên nói những cái món xa xỉ, túi Chanel, Gucci, đồ này kia, thì có những người nghèo người ta không biết giá. Còn nói về cái vấn đề khoai lang giá bao nhiêu là người ta cãi, cộng đồng mạng người ta cãi tới bến luôn rồi nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ những cái bình luận mà để lại trên kênh phần 76 phần 77 nha quý vị. Thì có một vị khán giả gửi về tôi như thế này đây quý vị. Giúp vật vật trả ơn, giúp nhân nhân trả quán, quả không sai. Coi như lòng thương người của chị đặt nhầm chỗ. Chị đừng có buồn nữa, giờ chị cứ sống lạc quan, truyền năng lượng tích cực để lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người như chị đã từng và đang làm chị nhé. Một ngày nào đó em tin sự thật sẽ được phơi bày thì mọi người sẽ hiểu và yêu thương chị nhiều hơn. Còn những ai xúc phạm chị, vu khống, gây cho chị những sự đau buồn, họ sẽ lãnh hết những cái bản án lương tâm, pháp luật và nhân quả. Ai hại chị, họ sẽ có người khác, thì cũng sẽ có người khác làm với họ y như thế, giống như những gì họ đã làm với chị. Đó là luật trời, luật nhân quả, không sớm thì muộn, không có trốn được đâu. Cứ an yên sống vui nhé chị. Có như vậy thì bọn họ sẽ không có đắc ý. Cảm ơn em rất là nhiều luôn những cái lời động viên. Đây là những cái bình luận của những người mà khán giả hiểu về tôi đó quý vị, và sẽ hiểu ra được những gì tôi chia sẻ và tôi đem đến cho mọi người. Cái nào tốt tôi sẽ nói tốt, còn cái nào xấu tôi sẽ nói xấu quý vị. Đó, tôi thì trước đó là tôi chia sẻ những cái năng lượng tích cực đến tất cả mọi người, những gì yêu thương, những gì giúp đỡ đến mọi người. Đó, thì những cái gì mà tôi chia sẻ được, tôi giúp được thì tôi sẽ giúp quý vị. Qua ngày hôm nay tôi có đăng một cái bài chia sẻ, một cái bài về cháu nội của tôi. Là tại vì á, là mỗi cái clip mà tôi đưa lên là cuộc sống gia đình của tôi quý vị. Tôi không phải tôi quay một ngày, mà thậm chí là tôi quay gần cả tháng tôi mới đưa ra thành một clip. Là tại vì tôi quay từng khúc, đó là cuộc sống gia đình của tôi, là tôi đưa lên để mà tôi làm cái kỷ niệm, cái kỷ niệm cuộc sống và cháu nội tôi lớn lên từng ngày quý vị. Tôi mới vừa đưa lên cái clip này thôi đó, thì quá trời người luôn vào chửi đến nỗi là xúc phạm đến cháu tôi và trù quẹo đến cháu tôi luôn quý vị. Thì tôi thử hỏi quý vị là những cái con người mà đang ủng hộ u mê cái em mà Mã Lai đó quý vị, và cái em vô ơn này đó, nếu như mình là một cái người tốt, mình là một cái người chính trực, mình là một cái người có đạo đức, thì không thể nào mà đi vào mà chửi một cái đứa bé vô tội như vậy quý vị. Đó, đó là fan của cái em vô ơn đó. Thì thử hỏi quý vị rằng là những người mà đang theo dõi, ủng hộ em vô ơn đó, thì những loại người đó là như thế nào quý vị? Nếu như là người tốt, nếu như người có kiến thức, thì không bao giờ ủng hộ những cái việc làm xấu, những cái việc làm mà lợi dụng tình thương của cộng đồng mạng đâu quý vị. Và nếu như một người đủ kiến thức, và nếu như một người tốt, thì không bao giờ đi ủng hộ một cái người không rõ lai lịch, một cái người mà đầu đường xó chợ mà đi lên trên mạng là dùng cái truyền thông để đánh bóng tên tuổi của mình, nhưng thực chất là cái lai lịch của họ rất là nhiều sự nghi vấn, và cái lai lịch của họ là đang bị phốt ở trên mạng như vậy quý vị. Đó, thì thử hỏi là cái em vô ơn này và cái em Mã Lai này, những cái fan này của họ, thì thử hỏi họ có tốt không quý vị. Đây, tôi đăng cháu nội tôi lên, nó không có liên quan gì hết, mà vào chửi như thế này đây quý vị. Một cái nick của Trường Ngô thì toàn là nít ảo không quý vị, lâu lâu có một cái nít thật. Bà ở ác quá nên nhìn cái mặt cháu của bà u tối theo nha.
quý vị nghe những cái lời đó đi. Đi vô chửi rủa cháu tôi như vậy. Nếu như mà một cái người mà có cái tâm tốt, một cái người đàng hoàng không bao giờ đi trù ẻo một đứa con nít như vậy quý vị. Rồi cái bình luận tiếp theo là bình yên quý vị. Lấy cái nít tên là bình yên, nhưng đây cũng là nít ảo quý vị. Ăn nói để đức cho con cháu. Đi mì xào ơi, vì câu like mà ăn nói như chợ búa, du khống nghiệp tới chừ. Tôi thử hỏi quý vị, tôi đăng cái clip của cháu nội tôi, cái cuộc sống gia đình của tôi nó đâu có ảnh hưởng. Ví dụ như tôi đăng những cái clip nói về tin tức như thế này thì nó không đồng quan điểm, có thể nhảy vô chửi cũng được. Nhưng những cái lời mà chửi đó là dành cho những người vô giáo dục, những người vô học mới chửi quý vị. Còn nếu như những cái clip nào đó mà người ta lên, người ta phân tích, nó không cùng quan điểm với mình lướt qua, hoặc là mình không thèm xem cái kênh đó nữa. Chứ không có ai mà nhảy vô xúc phạm giống y hệt như vậy, thì gọi là fan chính nghĩa của em vô ơn đó hả? Fan chính nghĩa của các em Mã Lai là như vậy đó hả? Đúng không quý vị? Để đức lại cho con cháu du khống nghiệp. Du khống cái gì? Tôi là một cái người chính trực, tôi là một cái người nói thẳng quá, cho nên những cái loại mà xấu xa nó rất là ghét, và nó sẽ loại trừ cái người mà nói thẳng nó. Là biết làm sao không? Tại vì vạch trần những cái việc xấu xa nó ra thì nó sẽ không bao giờ đi lừa đảo người khác được. Nó sẽ không bao giờ ma mị và dẫn dắt những người khác được, cho nên nó rất là ghét tôi quý vị. Rồi, cái bình luận tiếp theo nữa đây quý vị, toàn là nick ảo không thôi. Hồng Hoa có gai, cái nick thấy ghê lắm quý vị. Tội cho thằng bé, đưa nó lên để câu like câu view. Ăn nói vậy mà nghe được đó quý vị. Thử hỏi quý vị là một cái clip mà tôi đưa lên con cháu tôi, tính ra cái tiền YouTube nó chưa được 100.000 nữa quý vị. Nó chưa được 100.000 nữa. Dữ lắm là được có 20-30.000 à. Thì 20-30.000, 20-30.000 đồng là câu view để kiếm tiền đó hả? Nếu lên câu view kiếm tiền là ít nhất 20-30.000 đô mới gọi là câu view. Còn nếu như mà đưa lên mà chỉ kiếm tiền YouTube chỉ có 20-30.000 tiền Việt Nam đồng á, thì đó làm sao gọi là câu view? Nó chỉ đủ một cái lon bia để uống thôi. Mình muốn chửi một cái gì cũng phải có trí thức một tí xíu. Và mình muốn chửi một cái gì mình phải thông minh lên một tí xíu, chứ không phải vô chửi kiểu này. Và trong khi đó là cháu nội của tôi đăng lên rất là đáng yêu, và rất là nhiều người mong chờ cái clip của nó. Nhưng mà cái cuộc sống gia đình của tôi á, không phải ra hàng ngày được. Tại vì gom lại thành một clip á, là nó kéo dài tới 3-4 tuần tôi mới được một clip đó để tôi đưa lên để cho khán giả xem cái cuộc sống gia đình của tôi, mà mở miệng lên chửi vậy đó quý vị. Rồi, bình luận tiếp theo đây quý vị. Cái bình luận này là Thị Mười Trinh đó, nên cái này để hình không biết là nít giả hay nít thật. Theo tôi nghĩ là nít thật quý vị. Thì để như thế này đây quý vị, để nội lên trên YouTube kiếm view, kiếm tiền, mua bánh cho con nha. Con ráng ăn lớn rồi nội nằm xuống, con hiểu vì sao cộng đồng mạng chửi nội hơn là thú nha. Ăn nói chuyện vậy đó quý vị, mang danh chính nghĩa đó hả? Mang danh tức là bây giờ là các em tự xưng rằng là phe của các em vô ơn, phe của các em Mã Lai, đó là phe chính nghĩa. Mà phe chính nghĩa đi vô chửi một đứa con nít như vậy hả? Đúng không quý vị? Nếu đặt trường hợp những người có tự trọng, nếu đặt trường hợp những người mà có văn hóa đó quý vị, thì những cái kênh nào người ta cảm thấy không lợi, những cái kênh nào người ta cảm thấy không thích, người ta lướt qua. Chứ không có ai vô mà trù ẻo mà chửi như thế này đâu quý vị. Đó, thì tự xưng mình là fan chính nghĩa sao? Fan chính nghĩa mà vào chửi như vậy. Fan chính nghĩa là phải ăn nói có tri thức. Fan chính nghĩa là nói chuyện phải tôn trọng người khác, chứ không phải là fan chính nghĩa nhảy vô chửi trong khi cái clip của cháu nội tôi nó không có liên quan. Nó không liên quan bất kỳ một cái gì hết. Thì tôi thử hỏi quý vị là giống y như MB Thái Tử hồi nãy nói, tức là bây giờ là cái em vô ơn đó với lại những người trong cái nhóm vì yêu thương mà đến đó quý vị, thì chỉ cần muốn phót hoặc muốn chửi một người nào đó là chỉ cần lên đăng cái status nhẹ thôi, là bắt đầu là fan của họ tự động biết vô tấn công để chửi người đó, và đưa những cái thông tin cho các kênh YouTuber khác là sẽ biết lên để mà tấn công người đó. Thì tôi thử hỏi quý vị, những việc làm đó là những việc làm của những người lương thiện hả? Những việc làm của người tốt mà là như vậy sao? Người tốt mà lại muốn đi hại người khác hả quý vị? Đúng không? Thêm một cái nick này nữa nè, Phương Anh, cũng là nick giả quý vị, không có hình ảnh gì hết. Hết đề tài rồi đưa thằng nhỏ lên để câu view. Hỏi quý vị, từ đầu là cái kênh của tôi là để tạo là quay những cái cuộc sống, quay cái cuộc sống gia đình và đi du lịch, chia sẻ những bệnh tật để đem những năng lượng tích cực đến cho những người bệnh. Tại vì những người bệnh rất cần những cái năng lượng của tôi để truyền cho họ. Là tại sao tôi là người bệnh mà tôi lại lạc quan, tôi lại vui vẻ, tôi lại xinh đẹp, là tôi đem những cái đó đến cho những người có bệnh nan y. Chứ không phải là tôi làm những cái drama này, nhưng vô tình tôi thấy và tôi dính vô. Bây giờ nói hết đề tài, đây là kỷ niệm của tôi.
thì cứ coi như tôi hết đề tài đi, tôi đem lên cháu nội của tôi đi, không thích thì mình lướt. Chứ tại sao mình lại vô mình rủa người khác? Trong khi những cái chửi rủa đó đó, người ta không nhận, người ta vẫn sống khỏe mạnh, người ta vẫn sống giàu sang, người ta vẫn sống đầy đủ và hạnh phúc. Và bản thân của mình là chỉ là đi rình mò, để đi lên cào phím, để chửi, để xúc phạm người khác. Vì sao? Là vì cuộc đời của mình nó không bằng người ta. Mình ganh tị với người ta cho nên mình nhảy vào mình chửi người ta như vậy. Chứ nếu như một người có tự trọng, nếu như một người có kiến thức thì không bao giờ dùng những ngôn từ này để vào chửi những người mà người ta không liên quan, người ta không đụng tới mình. Tôi có đụng tới bạn không? Tôi có làm gì tới bạn không? Đúng không quý vị? Rồi, những bình luận tiếp theo đây quý vị. Cái bình luận này là nói về các em vô ơn nha quý vị. Hôm qua livestream ăn nguyên một con cá, sung sướng như bà Hoàng. Còn có người nấu ăn cho, bưng tận lên miệng. Ngồi livestream, nghèo dữ chưa? Vậy mà vẫn có người u mê mua hàng ủng hộ. Người con nuôi ăn cháo đá bát, vô ơn với chính cha nuôi của mình. Thì thử hỏi người dân làm sao nó nhớ ơn mới sợ. Cộng đồng mạng nên sáng suốt, mua hàng ủng hộ cho con nuôi làm giàu cho nó. Vì bán mắc gấp 2, gấp 3 lần so với bình thường, nên chọn những nơi có uy tín. Thì quý vị cứ theo dõi. Ví dụ như mình ủng hộ mà mình thương những người nghèo, thì dĩ nhiên đó là cái tâm tốt, cái đức tính tốt của mỗi con người. Nhưng mình phải biết là cái người mình đang giúp, thậm chí là bây giờ là thú thật với lại quý vị, là nhà của quý vị có người giúp việc không? Nhà quý vị có không? Mà trong khi đó là một cái đứa con nuôi này, nó có người giúp việc để nấu ăn dâng lên tận họng luôn đó, mà mua bán livestream ăn toàn là đồ món ngon không. Thậm chí những người mà đến mua hàng ủng hộ đó quý vị, tôi đảm bảo là những người đó thậm chí là nhà cũng không có, đi mướn nhà luôn mà gom góp tiền để mua ủng hộ cho nó vì là thương nó. Nhưng mà quý vị phải biết rằng, ví dụ đầu tiên thương nó là tôi đồng ý, còn bây giờ nó đã ổn định rồi, nó ổn định cuộc sống của nó rồi, nó có đầy đủ hết rồi, nhà cửa đều có, chồng con hạnh phúc đều có, công việc mua bán đàng hoàng đó, thì mình dùng cái tình thương đó mình đi giúp người khác đi quý vị. Mình dùng cái tình thương đó mình đi giúp những cái mảnh đời khác nữa. Chứ tại sao mà người ta giàu hơn mình, người ta ăn ngon hơn mình, nhà của người ta có giúp việc luôn, người ta có một cuộc sống sung sướng như bà Hoàng, tốt hơn mình, mà mình vẫn đi tội nghiệp người ta, mình vẫn đi giúp đỡ người ta để mua hàng cho người ta không? Hãy tỉnh táo về đi, đúng không quý vị? Dành cái tình thương đó để mình đi giúp những cái trường hợp khác. Cái bình luận này trả lời tiếp cái bình luận đó đó quý vị. Đúng rồi bạn, giờ buôn bán khó khăn, thấy mấy cô chú tiểu thương mua bán ở trên chợ, chỗ của mình, khi thì ngồi cả ngày, chẳng có bán được bao nhiêu, dù Tết sắp đến gần kề, còn họ thì ngồi trong máy lạnh, ăn sung mặc sướng. Mắc gấp mấy lần mà vẫn có người ùng kéo vào để mua, mà chưa chắc hàng đó thật sự là chất lượng không, trong khi ra chợ mua thì có thể dùng thử. Một cái vị khán giả này nói rất là đúng nha quý vị. Thời buổi bây giờ rất là khó khăn bán được món hàng, những cô chú tiểu thương ở ngoài chợ ngồi cằn cọc cả ngày luôn, thậm chí là không bán được món hàng nào hết đó, mà dù là Tết gần kề mà lại đi ủng hộ một cái người ăn sung mặc sướng đó, ngồi trong máy lạnh mà đi kéo ùng đến để ủng hộ, mà không biết là cái món hàng đó thật sự có chất lượng hay không, mà không được ăn thử, mà ngoài chợ thì được ăn thử. Cho nên quý vị hãy tỉnh táo. Trong những cái bình luận này là những người khán giả, người ta nhìn vào trong cái câu chuyện này, người ta mới đưa ra. Cho nên những cái bình luận nó rất là hay nha quý vị. Vì sao tôi rất là thích đọc bình luận là tại vì có những bình luận là thực tế của những người mà người ta muốn chia sẻ cái câu chuyện ngoài xã hội đó quý vị. Thì thử hỏi quay trở lại cái câu chuyện của cái em vô ơn này đó quý vị. Thì trong khi là em ấy không khó khăn, em ấy rất ăn sung mặc sướng ở trong máy lạnh để ngồi live stream đó, đâu có khổ sở. Mà mình lại đi ùng để mình đi ủng hộ một người, mà tại sao mình không chia sẻ tình thương đó cho người khác quý vị? Hiện tại bây giờ thậm chí các anh chị là đi ra ngoài chợ đi mua một cái món hàng, mà trong khi một ngày người ta không bán ra được một món thôi, gặp mình người ta đã mừng rồi. Khi bán được rồi gặp mình lại trả giá, mình trả giá lên xuống để mình mua cái món hàng đó, mình đi kèo với người ta để cái món hàng đó mình mua, mà trong khi cái người này lại ăn sung mặc sướng, một ngày bán gần cả ngàn đơn, gần cả ngàn đơn hàng mà giải ùng tới mua mà không trả giá, bán giá nào mua giá đó, mà ta nói là xúm nhau để ủng hộ một người đó, thì tôi thử hỏi quý vị, tình thương quý vị đặt nó có đúng chỗ hay không? Cho nên mình phải chia sẻ tình thương của mình ra. Hồi lúc ban đầu thấy tội nghiệp thương, tôi nghĩ cái đó là đúng, là đúng. Nhưng mà sau này là em ấy lợi dụng tình thương đó để mà trục lợi, để bán những cái món hàng, thậm chí là em này nói là mắc hơn ở ngoài chợ gấp 2, gấp 3 lần. Khi mà tôi lên một cái clip bắt đầu vào chửi tôi là có nhiều người khán giả nói rằng là tôi xăm soi cái việc làm ăn của cái em vô ơn đó, đâu có đúng. Tôi đang chia sẻ cái bình luận của một vị khán giả. Tại thú thật tôi không phải là người đi chợ.
tôi mười mấy năm nay tôi không có đi chợ, cho nên tôi chỉ chia sẻ lại những cái bình luận của khán giả, là tại vì trong đây có những khán giả người ta là người nội trợ, là người ta đi chợ hàng ngày, người ta biết giá, cho nên tôi mới đem ra tôi chia sẻ. Chứ không phải tự nhiên mà tôi moi móc cái chuyện đó ra, tôi chia sẻ cái bình luận của khán giả. Tôm hơi tôm hất nhảy vô cái chửi nói là tôi moi móc cái chuyện làm ăn của người ta, như vậy là không tốt. Quý vị có đủ tốt chưa? Nếu thật sự mình đủ tốt là mình phải đi giúp những người đang cần lê lết ở ngoài đường kia. Những trẻ em bây giờ là họ đang nằm ngủ ở ngoài đường, không có nhà, có cửa, không có mền, không có miếng ăn. Tại sao mình không chịu giúp đỡ những cái người đó mà đi giúp một cái người là có nhà hàng trăm tỷ, một ngày đi hàng ngàn đơn, một tháng thu nhập tới 3-4 tỷ đồng, người ta giàu còn hơn mình nữa, mà mình đem ra mình nói ôi tội nghiệp nó quá, tội nghiệp con bé quá, nó mồ côi cha đồ này kia, tội nghiệp quá, bắt đầu súng nhau giúp. Mà trong khi những đứa trẻ đang nằm lang thang ở ngoài đường, không có miếng ăn, không có nhà, không có quần áo để mặc, mình không thương những mảnh đời đó. Mình thương là mình phải chia sẻ ra cái tình cảm của mình để mình giúp đỡ nữa. Bây giờ là nó đã ổn định rồi, đúng không? Nó xấu hay nó tốt thì đó là việc của nó. Bây giờ nó đã ổn định rồi thì bây giờ mình lấy cái tình thương đó mình giúp đỡ những mảnh đời khác đi chứ. Chứ tại sao mình cứ dồn vô tình thương cho một đứa? Vậy làm sao? Đó gọi là tình yêu mù quáng đó quý vị. Rồi bình luận tiếp theo đây quý vị. Mason đúng là một người phụ nữ đất thép Củ Chi, dám đứng lên nói lên lẽ phải mà rất nhiều người bị dẫn dắt và lầm tin. Dù cho rất nhiều người đem ra dùi dập, không thương tiếc, nhưng không vì lẽ đó mà Mason không ngần ngại đứng lên nói những điều mà rất nhiều người không dám nói. Nên trong tâm của tôi mong Mason lúc nào cũng nhiều sức khỏe, dồi dào, tràn đầy năng lượng, dám đứng lên nói những điều chính nghĩa, giúp cho rất nhiều người nhé. Xứng đáng là một người con đất thép Củ Chi nhé Mason. Chữ Trinh thì tôi nghĩ chắc có lẽ là con gái. Thật ra là chị nói rất là đúng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Vì á, là trong cái câu chuyện của MB Thái Tử hồi nãy chia sẻ đó quý vị, thì chính bản thân MB Thái Tử cũng biết trong cái vụ việc này là những con người trong nhóm đó là không tốt. Những con người đó là lợi dụng để mà hại người khác, lợi dụng để lên phốt người khác nếu như không hài lòng một ai. Nhưng MB Thái Tử biết, nhưng MB đâu có dám lên mà phốt lại đâu quý vị. MB Thái Tử vẫn là dựa vô cái khán giả đó để mà bán hàng online. Nếu như MB Thái Tử mà lên vạch trần những con người đó đó quý vị, thì tôi chắc chắn rằng là MB Thái Tử khỏi bán hàng luôn quý vị. Cho nên em ấy đâu có dám nói quý vị, đâu có dám đứng lên nói giống y hệt như tôi. Nếu như mà một cái người mà thẳng tính, mà không có vụ lợi sẽ đứng ra vạch trần cái vấn đề này. Còn những người mà họ đang lợi ích cho họ, họ biết những con người đó xấu nhưng họ vẫn im, họ vẫn hùa theo để mà họ binh vực. Vì sao? Tức là vì cái lợi ích chén cơm của họ, họ không có dám nói. Còn em là lên làm vì cái tâm của mình, cho nên cái nào em trước đây em có binh vực là tại vì em tưởng đâu là người đó tốt. Nhưng sau khi em biết rồi, em đứng ra em vạch trần họ, em nói họ, thì bắt đầu họ lại dùng hết truyền thông để dùng hết tất cả những người khác để trù dập em. Điển hình là cái tin nhắn của cái MB Thái Tử. Thì trước đó MB Thái Tử đâu dám nói đâu quý vị. Thì tôi nghĩ sau này MB Thái Tử bị bắt rồi đó, thì cái tin nhắn này là cái người mà nhắn với lại MB Thái Tử, cái người đó đưa ra, theo tôi nghĩ là như vậy đó quý vị. Chứ MB Thái Tử không bao giờ dám đứng ra để mà phốt những con người này. Tại vì nếu như mà MB Thái Tử mà đứng ra mà phốt những gì em ấy biết về những con người này đó quý vị, MB Thái Tử chết không kịp ngáp luôn đó quý vị. Khỏi bán hàng online luôn. Coi như nó bơm, mà ta nói nó bơm hàng không, nó không bao giờ nó mua. Thì dĩ nhiên vì lợi ích của họ, không có ai dám đứng lên nói giống y hệt như em đâu chị. Không có ai dám nói, mặc dù là em bị là cộng đồng mạng công kích, là tại vì em chỉ có một mình. Làm sao mà em nói lại, và khán giả của em nó đâu có nhiều bằng hàng trăm kênh YouTube khác. Và hiện tại bây giờ là nói giống y như em Bi Thái Tử hồi nãy nói, là cái em Mã Lai đó quý vị, là Ai Da. Tức là cái tiếng nói của Ai Da rất là lớn trên cộng đồng mạng, cho nên không ai dám đụng tới Ai Da. Nếu như chỉ cần đụng tới Ai Da chỉ cần lên nói mày dập cái kênh đó cho chị, mày dập cái kênh đó cho tao, thì cái kênh đó chắc chắn sẽ là một người xấu nè, sẽ là một người đê tiện nè, sẽ là một người trơ trẽn nè, sẽ là một người, nói chung là những cái ngôn từ nào xấu nhất, cái gì xấu nhất là sẽ đổ lên đầu cho người đó. Giống y như những kênh YouTube đã và đang làm với tôi đó quý vị. Và chính bản thân của cái em Ai Da đó đó cũng làm với tôi, và cái em vô ơn đó cũng suối tất cả đó. Thì ở đây MB Thái Tử khai hết rồi đó quý vị. Cho nên trước đó khi mà tôi đưa ra, tất cả mọi người, tất cả những người khán giả ruột của tôi từ trước tới bây giờ cũng bị lung lay, cũng tin tưởng cái em Ai Da kia hơn, cho nên hiểu lầm tôi đó quý vị. Rồi thêm một cái bình luận này nữa nha quý vị. Con xin chào cô Mison ạ. Một trong hai nguyên nhân khiến con theo dõi drama này là do con vô tình thấy cái clip phân tích của cô trên Facebook. Nó quá hay và nó quá xúc tích và nó rất thuyết phục. Nói chị hờ lờ vô ơn là đúng,
Vì không có cô và những YouTuber khác đưa thông tin về chị ấy thì ai mà biết chị ấy là ai? Và nếu để có view sẽ thấy thời điểm ấy view của cô Mison là rất nhiều, có thể nói là nhiều nhất trong các kênh YouTube. Điều đó cho thấy tiếng nói của cô rất mạnh, được nhiều người xem và ủng hộ. Con ủng hộ cô lên tiếng vạch trần chị ấy và chị Mã Lai, vì con biết chắc chắn bên đó sẽ dìm cô rất nhiều và tìm cách để hại cô đó. Con chúc cô thật vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Đúng không quý vị? Đây cũng là một người khán giả vô tình xem những cái phân tích của tôi ở trên mạng và thấy những gì phân tích của tôi rất là hay và rất là thuyết phục. Thì chính tôi là người đem khán giả yêu thương đến cho em vô ơn. Thì cái vị khán giả này á, là cũng công nhận là lúc thời điểm đó là trong các YouTuber để mà đưa cái thông tin về cái em vô ơn này đó quý vị. Thì cái kênh của tôi có cái lượt view nhiều nhất. Vì sao? Là vì những phân tích của tôi thuyết phục. Vì sao bây giờ quý vị lại tin tưởng cái em Aya đó là đi du khống, đi dục mạ người khác, trong khi một cái con người tốt thì không thể nào có một cái lai lịch như vậy. Và cũng phải biết được là lúc từ đầu tôi đã phân tích như vậy và vì sao hiện tại bây giờ tôi lại không đi theo nữa. Quý vị phải đặt câu hỏi, chắc có lý do gì trong đó cho nên Mison mới dừng lại và không binh vực người này nữa. Thì mình phải hiểu được là cái người này có vấn đề như thế nào quý vị ơi. Đó, thì bây giờ chính cái người khán giả này nói rằng là đặt cho cái em đó tên vô ơn là đúng, là vì ngay cái lúc đầu tiên chưa có ai nói về cái drama này thì cái tiếng nói của tôi rất là mạnh và những gì tôi phân tích rất là thuyết phục và những gì tôi phân tích để cho động tới cái trái tim của khán giả, để cho khán giả yêu thương em ấy. Và chính tôi là người đem khán giả đến cho em ấy. Và bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm để kéo những khán giả đó ra cái u mê để mà đi ủng hộ một người không tốt, vì tôi có cái lỗi của tôi là tôi đưa khán giả của tôi đến cho em ấy. Và cái vị khán giả này nhắc nhở tôi là hãy nên cẩn thận, vì nếu như mà những cái clip nào của tôi ra là sẽ tìm cách dìm tôi. Cẩn thận cái gì? Nay là mấy tháng rồi, dìm tôi xuống rồi đó quý vị. Và tôi đã im, tôi không nói rồi, nhưng vẫn moi tên tôi ra, cho nên muốn tôi lên tôi phân tích. Tôi tin rằng là những cái phân tích này của tôi từ từ quý vị sẽ nhìn ra, quý vị sẽ biết được là cái con người của em ấy là như thế nào, không phải tốt như mình đã thấy trên cộng đồng mạng. Và bây giờ chính bản thân của MB Thái Tử là đã nói như vậy. Từ từ sẽ có những người trong nhóm hoặc những cái kênh YouTuber mà tiếp cận để mà đến để đưa thông tin cho em ấy. Từ từ người ta sẽ nhận ra và người ta sẽ đưa lên thôi quý vị. Một cái con người tốt nó không phải là như vậy. Một con người tốt sống phải biết mang ơn quý vị, chứ không phải phủi ơn người ta. Khi mà người ta làm không hài lòng mình rồi bắt đầu tìm cách để đưa thông tin cho các YouTuber để vu khống, để hãm hại người ta, để bịt miệng người ta cho người ta không nói. Cho nên á, là con yên tâm đi, cô Mison, nếu như mà cô sợ là cô sẽ không lên nói. Tại vì á, thường con phải nên nhớ như thế này, là cây ngay không sợ chết đứng và dàn thiệt sẽ không bao giờ sợ lửa. Con hiểu không? Cô tin rằng là sẽ đến một ngày nào đó không xa thì những người hãm hại cô như là cái cô Aya này và cái cô vô ơn này sẽ bị vạch trần ra và cộng đồng mạng sẽ thấy được cái bộ mặt của họ. Nên dành tình thương cho những người đúng chỗ quý vị ơi. Đây, một cái bình luận này vào chửi tôi đây quý vị. Chửi tôi đây. Đây, cái bình luận là Phương Thủy nha quý vị. Để như thế này đây, là phụ nữ với nhau, ai hạnh phúc thì mừng cho họ, sao phải lên phân tích thiếu đạo đức như vậy? Khi có tâm thiện thì cái mồm của mình cũng nên thiện. Ngay từ đầu không có ai nói tới chị, tự mình chị gọi tên người khác thôi. Chị không cho ai nói về chị, vậy sao suốt ngày chị ra rả cuộc đời của người khác? Như vậy người ta mới phản ứng lại phân tích của chị thôi. Nực cười. Mắc cười không quý vị? Cái con Mã Lai nó lên nó chửi tôi, nó nói là tôi đi làm gái. Và cái em Nha Khoa lên chửi tôi, nói là cái vấn đề chồng con đó quý vị. Và cái con Cá Cảnh nó lên nó nói là chồng tôi có bầu nhí, nếu như hạnh phúc tại sao có bầu nhí? Thì tôi mới lên tôi phân tích, tôi mới lên tôi giải thích là trong quá trình cuộc sống vợ chồng nó đã trải qua như vậy, là ngày xưa của tôi đó. Và nếu như tôi lên tôi phân tích cái câu của cái em Mã Lai là nói tôi đi làm gái đó quý vị, thì tôi lên tôi phân tích nếu như một cái người có quá khứ là làm gái, một cái người không đáng tôn trọng, một cái người phụ nữ tầm thường như vậy thì không thể nào có một người chồng yêu thương chăm sóc cho đến khi mà bệnh nằm xuống, là một cái bệnh nan y. Và có những người đàn ông khác mà vợ bệnh vậy người ta chạy mất xác rồi, chứ không phải mà vẫn ở bên cạnh vợ để chăm sóc như vậy. Tại sao em nói là tôi tự động kêu tên của người khác? Ủa, không lẽ tôi tự động tôi nói tôi đi làm gái sao? Tôi đang trả lời, tại vì xúc phạm tôi phải để cho tôi trả lời chứ. Tôi đang trả lời chứ không phải là tôi đang cười nhạo về những người khác.
Hiểu không? Hiểu về vấn đề đó không? Hay là tâm hơ tâm hất vô đè nói? Tại vì tôi đang phân tích về cái vấn đề là người tốt hay là người xấu. Nếu như một người có gia đình hạnh phúc thì không bao giờ mà ai bỏ gia đình của người ta, bỏ con cái của người ta nguyên cả năm trời để đi giúp đỡ một người dân. Tôi đang phân tích hợp tình hợp lý mà, chứ đâu phải tự nhiên tôi moi ra để tôi cười người khác là người khác không hạnh phúc bằng tôi. Có bao giờ tôi nói câu đó không? Tôi đang phân tích về một người phụ nữ. Nếu như mà muốn lo cho gia đình của mình hạnh phúc, mình hạnh phúc với gia đình của mình thì hiện tại bây giờ mình đang bên cạnh gia đình của mình, mình chăm sóc chồng, lo cho con cái, chứ không phải là đi vất gia vất dưỡng đầu đường xó chợ để đi giúp một người dân. Tôi đang phân tích, em hiểu chưa? Em hiểu về cái vấn đề phân tích không hả em Phương Thủy? Chứ đâu phải tự nhiên tôi moi ra. Và cái người moi ra tức là cái em Mã Lai đó moi tôi ra và xúc phạm tôi, nói tôi đi làm gái bên Hàn Quốc. Thì cho nên tôi phải trả lời chứ. Nếu như một cái người mà có quá khứ làm gái bên Hàn Quốc thì không thể nào được chồng tôn trọng và yêu thương như vậy. À, tại vì chính bản thân của em ấy lên xúc phạm tôi mà. Em ấy nói là chồng của em ấy và chồng của em Nha Khoa, nếu như trên đời này tất cả những người phụ nữ mà chết hết rồi á thì chồng của ai em ấy cũng không bao giờ dòm tới tôi, đập đầu vô tường chết chứ không bao giờ dòm tới tôi. Đó, cho nên tôi mới lên tôi phân tích. Hiểu cái từ phân tích không? Và tôi nói cho em biết á, một cái người đàn ông mà một cái gia đình hạnh phúc, một cái gia đình đang sống mà có con cái hạnh phúc thì không bao giờ người ta để cho vợ mình mà bỏ nhà đi cả năm trời như vậy. Không có ai để cho vợ mình mà bỏ gia đình để đi giúp một người dân mà con cái ở nhà không lo. Em hiểu cái vấn đề đó không? Và nếu như em ấy là một cái người hạnh phúc, tôi đang phân tích về vấn đề hạnh phúc và không hạnh phúc. Hiểu không? Chứ không phải tôi vô tôi chê bai người khác. Nếu như một người hạnh phúc thì không thể nào mà đi bỏ gia đình mình mà đi sống với một người dân. Em hiểu cái vấn đề đó không? Và nếu như một cái gia đình hạnh phúc thì không có một người chồng nào mà để cho vợ mình đi ra ngoài mà ở gần cả năm trời mà bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái của mình hết. Một cái người vợ mà lo chuyện bao đồng, đi lo cho người khác mà bỏ gia đình của mình là thế nào cũng bị chồng, một là nó đuổi ra khỏi nhà, còn hai nữa là nó tát cho rụng răng. Chứ không có người đàn ông nào chấp nhận để cho vợ mình mà bỏ gia đình để đi ra ngoài mà lo cho người dân như vậy. Hiểu chưa? Còn cái câu này nó thật là vô duyên nữa đây quý vị, của Hiền Nguyễn nè. Nói vậy đây quý vị, nói cho giữ vào, tưởng đâu trong sạch lắm, giờ thì kêu gọi từ thiện toàn là đạo đức giả. Má ơi, kêu gọi từ thiện hồi nào vậy Hiền Nguyễn? Quý vị theo dõi tôi từ trước tới giờ kêu gọi từ thiện. Bởi cho nên là những người mà nó muốn chửi người khác á là nó hồ đồ lắm quý vị. Nó không có vô nó nghe cái clip của mình nói từ đầu tới đuôi là mình nói cái gì. Nó chỉ cần là vô nghe mới có 2-3 câu bắt đầu tôm hớt là đi la làng lên. Ơi cái bà đó là bị chồng ly dị, ơi cái bà đó bị chồng đánh, nó là như vậy đó quý vị. Là gọi những người nhiều chuyện. Ôi đất ơi, tôi giúp đỡ những người đó, tôi kêu gọi Mạnh Thường Quân, kêu gọi Mạnh Thường Quân, và tôi để cho Mạnh Thường Quân chuyển trực tiếp vô trong cái tài khoản của người đó và số điện thoại có thể xác nhận. Mình điện thoại xác nhận trực tiếp coi là cái trường hợp đó nó có sự thật như vậy hay không, nó có đáng để cho mình giúp đỡ hay không. Thì chuyển trực tiếp cho người đó mà nó nói tưởng trong sạch gì đi kêu gọi từ thiện. Tức là tôi đi kêu gọi từ thiện, tôi nhờ tiền từ thiện tôi sống hả? Hàng sao lại nói giống y hệt như vậy? Thì thử hỏi quý vị là một khi mà nó muốn chửi, nó muốn vu khống, nó muốn làm nhục mình thì bất cứ nào là nó chửi mình làm gái nè, nào nó chửi mình đi kêu gọi làm từ thiện nè, rồi nào nó nói là chồng mình có vợ bé nè, rồi nào nó nói là chồng mình đánh đập mình nè, rồi đủ thứ trên đời hết quý vị. Đó là những lời vu khống. Thì dĩ nhiên phải để cho tôi trả lời chứ, đúng không quý vị? Lên trả lời thì nó nói là nghiệp. Quá trời quá đất rồi quý vị. Nè em Hiền Nguyễn nè, cái câu mà đạo đức giả đó là dành cho cái em Ai Da, dành cho cái em Mã Lai đó em. Là biết tại sao không? Đạo đức giả là dành cho em đó, nó rất là đúng. Là tại vì nhà của mình rất nghèo. Nhà của mình, cha mẹ của mình đó, một cái căn nhà cấp 4 mà không được khang trang nữa. Chứ đừng có nói là một cái căn nhà biệt thự nha. Một cái căn nhà cấp 4 không được khang trang mà cha mẹ của mình là mà mình không lo, đi lên trên mạng để tạo một cái hình ảnh đẹp để giúp đỡ người khác, giúp đỡ làm giống y như là từ thiện, mà trong khi đó là không phải như vậy. Cho nên dùng cái từ đạo đức giả là em dành cho cái em vô ơn với lại cái em Mã Lai nó mới đúng. Là tại vì tôi á, là tôi lên tôi chia sẻ những gì thật, và tôi sống là tôi chỉ lo cho gia đình, cha mẹ, anh chị em dòng họ của tôi. Tôi chỉ có thể giúp được trong những người anh chị em dòng họ của tôi, chứ tôi không bao giờ tôi đi ra ngoài tôi giả tạo để tôi nói tôi đi làm từ thiện để tôi giúp người, lại tôi giúp người này người kia, mà trong khi đó bản thân nhà của tôi thì nó lại nghèo. Bản thân nhà của tôi, cha mẹ anh chị em tôi không giống ai mà tôi đi giúp người khác. Em phải nói cái câu này cho cái em Mã Lai đó mới đúng. Là tại vì sao? Gia đình của mình bỏ bê không lo,
con cái của mình bây giờ Tết nhất đến nơi rồi cũng không lo. Mà bây giờ là nhà của cha mẹ mình ở quê, nó là một cái căn nhà cấp 4 lụp sụp. Thì đi lên trên mạng nói là giúp người khác bạc tỷ và bỏ cả năm trời để ra giúp một cái người đó, nói là vô điều kiện, cái đó mới gọi là giả tạo đó em. Cái đó mới gọi là đạo đức giả đó. Còn chị ở nhà chị sống với con cái chị, với chồng con chị. Chị chưa bao giờ đi ra ngoài để mà nói giúp người khác mà tạo cái tiếng mà giả dối giống y hệt như em đó. Từ này nên dành cho thần tượng của em đó nha. Rồi bình luận tiếp theo đây quý vị. Người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang ơi, em mang đến cho mọi người rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Sự mạnh mẽ, thẳng thắn, rất nhiều thần thái và tươi tắn, niềm kiêu hãnh luôn hiện lên tinh thần tích cực, đáng quý của em. Mỗi lần nghe Mission chia sẻ, chị lại có thêm động lực tích cực hơn trong cuộc sống. Tất cả mọi người chúng ta đều có một số phận, hoàn cảnh khác nhau. Ai cũng phải có lúc gặp chướng ngại vật, không thể lường trước được. Chị đã từng trải qua cuộc sống ba chìm bảy nổi, 3 năm nghèo khổ, có lúc cùng cực, gạo còn không có đủ ăn nữa đó em. Bên gia đình chồng chị ngày xưa là con cháu của địa chủ á, chắc giờ là nhân quả rồi em hén. Năm 2000 gia đình chị trở lại Sài Gòn sinh sống, giờ đã an ổn. Mong mọi chặng đường cuối dù có dài hay ngắn, miễn sao bình an hạnh phúc là đủ. Chúc em gái Mission thật nhiều sức khỏe. Những cái người này họ xem cái video clip của tôi đây, qua những cái lời mà tôi đã chia sẻ đến tất cả mọi người đó, thì mỗi lần xem clip của tôi là chị ấy cảm thấy có thêm động lực trong cuộc sống. Và trong cái cuộc sống mạnh mẽ, thẳng thắn, thần thái luôn tươi tắn, niềm kiêu hãnh luôn hiện lên tinh thần tích cực đáng quý của tôi. Trong thời gian gần đây, có rất là nhiều anh chị nên nói là trời ơi Mission ơi, chị rất là ngưỡng mộ em. Mission ơi, anh rất là ngưỡng mộ em vì có rất là nhiều người tấn công, có rất là nhiều người chửi em, dùng những cái ngôn từ xúc phạm. Và chính bản thân chị, nếu như mà chị gặp trường hợp như em, chắc có lẽ là chị sẽ không kìm được và chị sẽ thốt ra những cái ngôn từ mà không kiềm chế được. Chị rất là ngưỡng mộ em là tại sao em kiềm chế được. Và khi em lên em trả lời, em nói, em vẫn nói chuyện rất là có văn hóa, em nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn đó. Rồi những người đàn ông, những người anh trai đó quý vị, người ta cũng vẫn nói là anh rất là ngưỡng mộ em, cái tinh thần thép của em á. Cho nên tôi tin rằng là tôi gặp những cái sự cố như thế này, và tôi tin sẽ có một ngày không xa đâu quý vị, rất là gần đây thôi, là tất cả quý vị đã hiểu lầm tôi, là sẽ nhìn nhận ra những cái con người mà mình đang thương á, mình dùng cái tình thương không đúng chỗ. Tôi tin rằng các anh chị em cô chú sẽ hiểu được lòng của tôi, và anh chị em cô chú sẽ hiểu được tôi là người như thế nào trong cái vụ việc này quý vị. Và những cái câu chuyện mà tôi chia sẻ về hôn nhân gia đình á, thì anh chị em nào đã trải qua cái sóng gió hôn nhân giống y như chị này, là chị ấy đã nói là chị đã trải qua 5 chìm 7 nổi trong cái cuộc sống, là mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, hạnh phúc mỗi gia đình khác nhau. Cho nên khi mà tôi chia sẻ cái câu chuyện này là chị ấy cảm thấy rất là hiểu trong cái câu chuyện của tôi chia sẻ. Cho nên tôi mới nói rằng là những người đã trải qua trong cái sóng gió hôn nhân, khi mà tôi chia sẻ cuộc đời của tôi, khi mà tôi chia sẻ những cái mảnh đời của những người mà hỏi ý kiến về tôi, về cái việc hôn nhân gia đình đó quý vị, thì tất cả anh chị em đều yêu quý và rất là tôn trọng những gì tôi chia sẻ quý vị. Chứ không phải những người mà hồ đồ nhảy vô là chửi, à thì ra là chồng mày cũng có bồ nhí, thì ra mày như vậy đó, cho nên chồng mày mới ly dị 2 lần. Tôi không hiểu những người đó nói như thế nào quý vị. Tôi không hiểu những người đó tại sao lại thốt ra. Tại vì ta gọi 70 chưa gọi là lành. Những gì mình chưa trải qua thì đừng bao giờ nói trước điều gì. Người ta nói còn đó chó chưa ăn, hiểu không? Còn những người người ta đã từng trải qua rồi thì người ta sẽ hiểu những gì tôi chia sẻ, và người ta sẽ rút ra kinh nghiệm. Thậm chí có những người lớn tuổi hơn tôi, nhưng những cái kinh nghiệm tôi đã trải qua, anh chị đó chưa trải qua, cho nên không biết phải xử lý như thế nào. Và những cái gì tôi chia sẻ để cho anh chị nhìn vào đó đi học hỏi, để thay đổi cái cuộc sống gia đình của mình cho hạnh phúc hơn đó quý vị. Chứ không phải cái kiểu hồ đồ lên chửi như thế này. Thì ngày hôm nay cái phần mà 79 đó quý vị, thì tôi chia sẻ đến đây thôi. Nó có rất là nhiều những cái bình luận của khán giả để lại. Tôi sẽ chia sẻ những cái ý kiến của anh chị phần tiếp theo là phần 70 nha quý vị. Còn bây giờ là gần 12 giờ rưỡi rồi. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt. Anh Nhân Haseyo, ta mê video mạnh ayo. Bye bye.